Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái keo vàng đa năng nhá. Bác lên cho em là keo vàng đa năng. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Con này thì nó sẽ là dán được đa di năng luôn. Thứ nhất là đồ trang sức này, đồ gỗ này, đồ da này, đồ sành này và điện thoại các thứ đều dán được hết nhá. Đấy, tức là đồ trang sức này, đồ gỗ này, đồ da này, đồ sành sứ và đồ nhựa dán được hết nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Thái Lan này. Đấy, Thái Lan các bác này. Đây, hàng của Thái Lan nhá. Các bác lên cho em đó là keo vàng nhá, keo vàng. Đấy, keo vàng đa năng. Thì con này bên shop đang gửi tới các bác theo một dây như này. Một dây của nó là 3 hộp nhá. Đấy, 3 típ. Đấy, và bên em bán theo dây như này chứ không bán lẻ nhá. Bán theo một dây như này nhá. Và một dây thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 nhá, 20.000. Lên cho em là keo vàng nhá, keo vàng. Đó, keo vàng giá của nó sẽ là 20.000 trên một dây như này. Một dây này sẽ bao gồm cho các bác là 3 lọ nhá, 3 lọ. Bên em bán theo 3 lọ chứ không bán rời nhá, không bán rời. Đó, và giá thì chỉ có 20.000 cho 3 lọ như này thôi. Đấy, các bác lên cho em là keo vàng. Thì con này nó dán đa di năng luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng của Thái Lan nhá. Hàng của Thái Lan đây. Đấy, Thái Lan này các bác này. Hàng của Thái Lan thì các bác biết rồi, Thái Lan nó hàng nó cực kỳ chuẩn chỉ cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là keo vàng. Keo vàng. Đấy, nắp nó màu vàng như này cho nên bên em lên nó là keo vàng nhá. Giá sẽ là 20.000 cho 3 lọ nhá. Đấy. Lên cho em là 3 lọ keo vàng, giá sẽ là 20.000. 3 lọ keo vàng 20.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm đó là cái bộ V46 nhá. Đây nó sẽ là một cái bộ vít như này, rất là đa di năng luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 22 đầu vít nhá, 22 đầu vít to nhỏ lớn bé mẹ con rồi dẹt tròn ba khe mũi khế đầy đủ cho các bác luôn. Đấy. Nó sẽ bao gồm cho các bác là 20 đầu vít này và khẩu từ 4 đến 14 này và nó sẽ có cho các bác là một tay công, một tay nối dài các kiểu con là điểu luôn. Đấy đây. Đấy combo cho các bác như này. Một bộ combo như này mà giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 cho bộ vít này thôi. Đấy, ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một tay công như này nhá. Tay công thì con này có chức năng là vừa xoáy nhanh vừa đảo chiều được luôn. Đấy, con này vừa xoáy nhanh vừa đảo chiều rất là ok nhá. Đấy, thì các bác có thể lắp đầu khẩu này hoặc là lắp đầu vít cũng đều ok hết này. Lắp đầu vít này. Đấy, lắp đầu vít đây các bác này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Xoáy nhanh đảo chiều các kiểu con đại điều luôn. Đó. Và các bác có thể dùng con tay vít này cũng được. Đó, nó có cả tay công cả tay vít cho các bác luôn. Đấy, nó đầy đủ các tay nhá. Tay vít thì các bác chỉ cần lắp vào này này mình sử dụng thôi. Đấy, đây là đầu vít lục giác này. Đấy, lắp vào đây nhá, đầu lục giác nhá. Đấy. Và các bác có thể dùng cái tay vít bình thường như này để mình xoáy này. Đấy, lắp vào đây mình xoáy này, rất là ngon luôn nhá, để xoáy vít này. Đấy, nói chung là rất là tiện. Một cái bộ đầy đủ như này, thép CLV nhá. Và có cả cho các bác là tay công này rồi tay tay vặn ngoắt nghéo này, tay vặn ngoắt nghéo như này nhá. Tay ngoắt nghéo này để các bác lắp vào đây này. Đấy, các bác lắp vào đây. Sau đó thì các bác lắp vào cái đầu vít cho em. Đó, thì mình sử dụng nhá. Lắp vào đầu vít, đầu viết đều được hết này. Đấy, đầu công này rất là ngon luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Một cái bộ V46 như này bao gồm cho các bác là khoảng trên 40 chi tiết nhá, trên 40 chi tiết. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. 120.000, giá không thể tin nổi luôn. Bao gồm 46 chi tiết nhá. Lên mã giúp cho em là V46 này. V46 giá sẽ là 120.000 nhá. 120.000 cho một bộ V46 như này, 120.000, giá quá rẻ luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là hai bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái củ sạc đa năng nhá, củ sạc đa năng. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái củ sạc của dòng iPhone 14 Pro Max và công suất của nó là 20W nhá, 20W iPhone 14 Pro Max đây. Đấy, iPhone 14 Pro Max này. Đấy, dòng chuyên dùng cho của hãng iPhone và về nhà các bác có thể dùng Samsung các thứ đều được hết. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là hai chân USB sạc nhanh này. Đấy, có tia sét này là sạc nhanh này và hai chân Type-C nhá. Đấy, 14 Pro Max này. Đấy, iPhone 14 Pro Max. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho một cái củ sạc nhanh như này nhá. Các bác lên cho em là củ sạc nhanh nhá, củ sạc nhanh. Giá của nó sẽ là 80.000. Đấy, về nhà cái này thì nó không có dây đâu, về nhà các bác cắm vào cái dây sạc của nhà mình. Đấy, lên mã giúp cho em là củ sạc nhanh nhá. Củ sạc nhanh này. Củ sạc nhanh giá của nó sẽ là 80.000 cho một cái củ sạc nhanh này nhá, hàng của iPhone. Giá sẽ là 80.000 cho mấy củ sạc nhanh như này, 80.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái các bác lên mã giúp cho em đưa cho anh cái hạc cái tí. Này nó này. Các bác lên cho mã giúp cho em là hạc đồng nhá. Nó sẽ là một con hạc như này này, một con hạc như này kèm thêm cho các bác là một cái chân nhang hương như này nhá. Một cái chân nhang hương như này để các bác sử dụng này. Đấy. Sẽ có cho các bác là một cái chân nhang như này. Đây thì khi các bác sử dụng thì mình đeo vào đây cho em này, đeo vào đây cho em. Đó, nó sẽ là một con hạc như này. Thì các bác có thể mua cả con hoặc mua một đôi tùy theo. Đấy.
Đấy, thì giá thì chỉ có 60.000 cho một con hạc đồng như này thôi nhá. 60k cho một con hạc đồng rất là đẹp như này mà giá chỉ có 60.000 thôi. Giá rất là tốt cho bác luôn. Đấy. Các bác có thể để trên ban thờ này hoặc là sử dụng để mình trang trí decor. Đấy, bằng đồng nhá, chất liệu bằng đồng này. Đó, rất là đẹp cho các bác luôn mà giá chỉ có 60k thôi. Ở đây thì bên em có bán kèm cả nhang luôn nhá, cả nhang thơm luôn. Đây, cái nhang này của nó thì cũng là 60.000 cho một hộp nhang như này nhá. 60.000 cho một hộp nhang như này. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Về nhà thì các bác xoáy cái này ra cho em này. Đấy. Xoáy cái này ra này, sau đó thì mình lấy nhang ra, mình cho vào mình đốt nhá, cho vào mình đốt thì rất là đẹp luôn. Đó. Thì cái hộp nhang này sẽ là 60.000 và con hạc đồng này cũng là 60.000 luôn. Các bác lên cho em là nhang hạc nhá, nhang hạc. Đấy, lên cho em là nhang hạc này. Đó. Nhang hạc giá của nó sẽ là 60k nhá. 60.000. Đấy, và cái con hạc đồng này thì giá cũng là 60.000 luôn. Con hạc đồng này thì giá sẽ là 60.000. Các bác lên cho em là hạc đồng nhá, hạc đồng 60.000. Đó, và nhang của nó đi kèm cũng là 60.000 luôn. Các bác lên cho em là hạc đồng này. Hạc đồng nhá, lên cho em là hạc đồng, giá sẽ là 60k. Đấy, còn nhang hạc cũng là 60.000 luôn. Đó, thì một hộp này của nó cũng khá là nhiều luôn nhá. Thì các bác về nhà các bác xoáy cái này ra cho em này. Lấy cái nắp này ra này. Đấy, sau đó thì các bác đổ nhang ra cho em. Đấy, đây nó sẽ là cái nhang như này các bác này. Đấy, nhang như này thì các bác cho vào mình đốt như bình thường thôi, đốt như bình thường cho em. Đó, đây. Cho vào mình đốt như bình thường. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho một cái hộp nhang như này. Rất là nhiều luôn nhá. Đấy, và các bác cho vào đốt thì nó rất là thơm luôn. Đấy, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Các bác bỏ cho em một thanh vào đây này. Đấy. Đấy. Các bác bỏ cho em một thanh một cái nhang vào đây. Đấy, một cái nhang vào đây này. Đấy, sau đó thì mình đốt như bình thường nhá. Đốt như bình thường. Đó, và cái hương của nó sẽ tỏa ra rất là thơm luôn nhá. Rất là thơm luôn. Đó, lên cho em là nhang hạt nhá, giá sẽ là 60.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái bộ nạo nhá. Các bác lên cho em là đây các bác này, nó sẽ là một cái bộ nhang như này các bác này. Đấy, các bác xoáy cái nắp này ra. Đốt cho em một cái viên nhang, sau đó thì các bác cho vào đây. Đó. Thì cái này nó vừa là các bác thư thái này, sử dụng này, ngày lễ, ngày Tết hoặc là các có công có việc này, các bác sử dụng cho em rất là tiện. Đấy, lễ Tết, dỗ chạp rồi các bác có thể dùng mình thư giãn uống trà. Đấy, thưởng trà và ngửi mùi nhang thơm. Đấy, cũng rất là ngon lành các bác nhá. Tạo ra sản phẩm này quá đẹp và tinh tế, chất liệu đồng xịn sò. Hồng hạc đốt trầm để bàn trà hoặc trang trí decor cực đẹp. Hương thơm trầm hương giúp tâm hồn thư thái, dễ chịu. Hồng hạc đốt trầm hương lưu hương. Thật sự phải cảm ơn ai tạo ra sản phẩm này quá đẹp và tinh tế, chất liệu đồng xịn sò. Hồng hạc đốt trầm để bàn trà hoặc trang trí decor cực đẹp. Hương thơm trầm hương giúp tâm hồn thư thái, dễ chịu. Hồng hạc đốt trầm hương lưu hương. Thật sự phải cảm ơn ai tạo ra sản phẩm này quá đẹp và tinh tế, chất liệu đồng xịn sò. Hồng hạc đốt trầm để bàn trà hoặc trang trí decor cực đẹp. Hương thơm trầm hương giúp tâm hồn thư thái, dễ chịu. Hồng hạc đốt trầm hương lưu hương. Đấy, giá sẽ là 60.000 các bác nhá. Hạc cũng là 60.000 và hương cũng là 60.000 luôn, trầm hương 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái nạo 5 món này, 1 2 3 4 5, 5 món như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 5 món. Thì các bác có một cái bộ sản phẩm như này là dùng trong nhà bếp là rất là ok luôn. Đó, thì đây em sẽ khui ra cho các bác xem các cái chi tiết bên trong này. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là một con dao như này nhá, một con dao như này. Thì con này các bác vừa là dùng để thái này, đấy, rồi nạo này và đánh vẩy, làm vẩy cá rồi khui bia nhá. Đó, khui bia có quay đeo như này. Đấy, có quay đeo như này rất là tiện này. Tiếp theo nó sẽ là xếp con này vào này. Đây, làm nhẹ không nó gãy. Đây, xếp vào đây như này. Xếp đứng đây, ngồi xuống. Xếp đây. Trò chơi đâu, nó văng đấy. Xếp, giữ vào như thế xếp nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái con nạo hai mặt nhá. Nạo hai mặt thì một mặt sợi và một mặt nạo vỏ. Và có cho các bác là cái phần này để các bác ngoáy các cái phần mà nó bị... Rồi miếng vỡ bỏ ra. Đấy, nó sẽ là cái phần này để các bác nạo cái sẹo nhá. Nạo sẹo này. Đó. Tiếp theo thì cái này các bác có thể dùng để mình tạo hoa này. Tạo hoa các kiểu này. Đấy, và các bác làm lòng là biết ở cái này rất là ok này. Tiếp theo là cái này để các bác lấy những cái bát nóng này, các bác khui bia hoặc là lấy những cái bát nóng, bát đĩa nóng thì các bác đưa vào mình giật nó ra. Đấy, đưa vào mình gắp nó ra, nó rất là tiện này. Và một cái nạo đa di năng nữa này. Một cái nạo đa di năng nữa. Con này thì vừa nạo vỏ vừa nạo sợi luôn. Một cái bộ combo cho các bác bao gồm là 1 2 3 4 5 món như này. Lên cho em là bộ nạo 5 món nhá. Đấy, rất là đẹp cho các bác luôn và có quai đeo như này nhá. Lên cho em là bộ nạo 5 món, giá sẽ là 70.000. Đó, nạo 5 món này. Các bác lên cho em là nạo 5 món, giá sẽ là 70k nhá. Đó. Lên cho em là nạo 5 món này. Nạo 5 món, giá của nó sẽ là 70k. 70.000 cho một cái bộ nạo 5 món như này.
rất tiện dụng cho các bác sử dụng trong sinh hoạt gia đình nhà mình luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sạc bình ắp quy nhá. Nó sẽ là sạc được bình từ 12 đến 24V. Đó thì nó sẽ là dòng sạc bình 12-24. Giá sẽ là 290.000 bao sim tận nhà cho các bác luôn. Con này thì nó sẽ là sạc được cả bình 12 và cả bình 24 nhá. Hàng này thì của nó thì nó sẽ xuất đi khá là nhiều nước luôn. Đây. Đấy, Anh, Pháp, Mỹ, Ý, Hàn Quốc rồi nói chung là rất nhiều nước các bác này. Đấy. Rất là nhiều nước luôn nhá. Đó, Anh, Pháp, Mỹ, Ý, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, linh tinh luôn, Italia. Đó đây, Italia các bác này. Đó. Thì con này nó sẽ sạc được bình 12V và nó sẽ 12 đến 24 và có chế độ là chống đảo chiều, khử sun phát rồi các kiểu con này điều luôn. Và giá thì sẽ là 290.000 nhá. 290.000. Lên mã giúp cho em là sạc bình áp quy 12-24 nhá. 12-24, giá sẽ là 290.000. Bên em có cả các loại chỉ sạc nguyên bình bình 12 cũng có nhá. Con này thì các bác lên cho em là sạc bình 12-24 nhá. 12-24 giá sẽ là 290.000 nhá. 290.000 bao ship này. Còn ngoài ra thì bên shop có cho các bác là cái sạc bình nguyên 12 không thôi. Lên cho em là sạc bình 12 nhá, sạc bình 12. Đó, nó nhỏ hơn một chút và chỉ sạc được bình 12V thôi. Con này thì giá sẽ là 190.000 nhá. 190.000 cho một con sạc bình 12 như này. Đó, con này thì chỉ sạc được 12V thôi. Các cái chức năng của nó cũng như nhau thôi, khử sun phát rồi chống đảo chiều, chống các kiểu con đà điểu được luôn. Và giá thì cũng chỉ cho các bác là 190.000 cho một con như này, 190k nhá. 190.000 cho một con sạc bình như này thôi. Lên cho em là sạc bình 12 này. Sạc bình 12 giá của nó sẽ là 190k. Còn con này thì nó sẽ là cả bình 12 cả bình 24 luôn. Thì nếu nhà bác nào có cả bình 24 thì dùng con này, còn nếu nguyên bình 12 thì dùng con này cho em. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ sản phẩm, đó là cái bộ điều khiển từ xa nhá. Con này thì nó sẽ là khoảng cách của nó là 1 cây số nhá. Khoảng cách của nó là 1 cây số thì các bác thao hồ thoải mái sử dụng luôn. Cứ từ 1 cây số trở lên là các bác sử dụng được con này rồi. Đó, nó rất là tiện. À, từ cây số trở xuống nhá. Thì nó rất đơn giản thôi, các bác cắm trực tiếp con này vào cái điện 220 cho em, sau đó thì cắm thiết bị qua máy bơm rồi máy các loại máy móc và các bác dùng cái điều khiển này mình điều khiển cho em. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là điều khiển trực tiếp nhá, điều khiển trực tiếp. Giá của nó sẽ là lên cho em là điều khiển trực tiếp này, điều khiển trực tiếp, giá sẽ là 270k nhá, 270.000. Còn bên em có cái loại đấu nối thì giá sẽ là 230. Thì các bác dùng con đấu nối thì dùng mà con điều khiển trực tiếp thì dùng. Anh đây sẽ là cái bộ cắm trực tiếp các bác này. Ổ cắm điều khiển từ xa bằng remote nè. Đây là sản phẩm cầm trên tay của mình nè, nó nhỏ gọn luôn, làm lọt lòng bàn tay ha. Ở đây thì nó có tay remote bật tắt điều khiển từ xa. Theo thông số nhận xuất thì Thôi lại rơi. 1000m ha. Làm đi. Thực tế thì bà con mình dùng thì nó khoảng 200 tới 400m. Đấy. Với tay remote rất là tiện, chúng ta có thể cắm vào cái điều khiển cho quạt nè, motor nè, để bơm nước tới cây tới này vườn hoặc là phun xịt chuồng trại. Rất là tiện luôn. Và cách sử dụng như thế này nè, chúng ta chỉ cần cắm vào cái ổ điện mình có nha. Này dùng điện 220V. Đấy, chúng ta có thể bật tắt rồi nè. Khi bật tắt thì nó có đèn báo như này nha, màu xanh màu đỏ nè. Bật là màu xanh, tắt là màu đỏ. Và cái nút đèn này cũng là nút bật tắt tại chỗ được luôn, khi chúng ta không dùng remote. Rồi, bây giờ tôi sẽ thực nghiệm cho anh em mình xem với một cái bóng đèn ha. Rồi. Anh em đón theo dõi tới hết video nha, anh sẽ hướng dẫn cho anh em mình cách ghép nối remote luôn. Đấy. Ghép nối remote. Rồi. Tắt nè. Bật nè, tắt nè. Đấy, tạm thời tạm để con đèn vào đây nha. Rồi. Bật, tắt, rất là đơn giản ha, bật tắt tại chỗ đây. Đấy, nó có thể bật tắt tại chỗ hoặc là bật tắt đấu nối nhá. Đây. Còn con này là con đấu nối này. Con này con đấu nối này. Công suất lớn không thì em có bộ điều khiển từ xa Hotdesk 42 ấy, tải trực tiếp được motor 3 ngựa tương đương với 2,2 kg về. Thì các bác có thể được bật tắt cho nó được bật nhá. Tắt này. Đấy, các bác muốn xa thì bác kéo cho em cái dây anten này ra cho em. Thì tầm xa của nó được từ 100 đến 600 mét tùy từ địa hình các bác nhá. Đấy, on này, off này. Được chưa các bác? Bộ này đấu nối nó đơn giản thôi. Các bác lấy dây chân 1, chân 2 thì các bác đấu nguồn điện vào 220V cho em. Chân 3, chân 4 thì các bác đấu ra máy bơm, ra đèn, ra quạt cho em. Đây là nút học lại hoặc bắt tắt bằng tay này. Bật nhá. Đấy, tắt này. Các bác này. Đấy. Tay khiển này của bên em sẽ sử dụng pin 23-12V này lên cho các bác. Ok cho các bác. Đấy, đấy, rất là ok các bác nhá. Bán là có 159 cành thôi. Rẻ nhất thị trường rồi các bác nhé. Ok các bác nhé. Tiếp theo thì đây em sẽ lên cho bác cái máy rót rượu nhá. Giá sẽ là 270.000 và bao ship tận nhà, nhận hàng các bác kiểm tra, thanh toán cho em. Đấy, khi các bác test thì ra lấy ít nước. Khi bác test thì các bác cho nước vào cho em nhé, đừng cho rượu nhé. Nếu máy nó có lỗi thì em còn xử lý được. Đấy. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy như này nhá, một thân máy này, một cái ô inox để các bác đựng rượu này.
và một cái ô nhựa để các bác có thể cho đá và dưỡng được. Đấy, thì nó rất đơn giản vậy thôi. Thì nó sẽ có 3 phần chính như này. Thì về nhà các bác sử dụng thì các bác cho rượu vào đây chứ nha. Đấy, cho rượu vào đây nhá. Các bác có thể cho rượu vào đây. Sau đó thì mình bật công tắc lên này, bật công tắc lên và mình sử dụng thôi. Đó, nó rất là đơn giản và dễ sử dụng. Và khi con này thì nó rót thì nó sẽ có mức độ để các bác điều chỉnh nhiều ít ở đây. Thì nó cũng rất là tiện nhá, rất tiện cho các bác sử dụng. Đây em sẽ cho nước vào này. Đấy, các bác cho nước vào cái ô inox này cho em. Đấy, khi các bác test thì cho nước vào, đừng cho rượu nhá, cho nước vào cho em. Đó, sau đó thì các bác đặt máy vào này, đặt máy vào, bật công tắc lên này, các bác chỉ cần đặt cốc vào này. Đấy. Khi các bác sử dụng thì các bác đặt cốc thì đặt sát vào cho em nhé, đặt sát vào cho em nhé, đặt sát vào như này thì bao giờ cảm biến nó bắt thì nó mới kêu này. Đấy, sau đó thì các bác sử dụng thôi, rất là tiện này các bác này. Đó, rất là tiện luôn nhá. Đó, thì giá thì chỉ có cho bác là 270.000, không dùng thì mình tắt đi nhá. Đấy, khi các bác bật lên thì mình lại bật công tắc lên này, bật công tắc lên, sau đó thì mình sẽ nhấn cái này để mình điều chỉnh, ví dụ tăng rượu thì các bác cho vào đây cho em. Đấy, đây, đầy cốc luôn các bác này, đầy cốc luôn. Hoặc các bác giảm đi thì lại mình lại xoáy cho nó giảm đi. Muốn uống ít một thì các bác lại cho vào đây. Đó, rất là tiện nhá. Muốn tăng lên thì mình lại tăng lên một chút thì nó lại đẩy rượu tăng lên. Đó, thì hai cốc đều nhau chặn chặn luôn, tùy theo các bác chọn mức nhá. Giá thì chỉ 270.000 thôi. Và con này thì nó sử dụng nó rất là tiện. Các bác có thể sử dụng trực tiếp luôn. Đó, rất là tiện nhá. Về nhà các bác cắm sạc nhá, có cả dây sạc kèm cho bác luôn. 270.000, bao ship đến tận nhà cho bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán đây. Hàng nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này nhá. Nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Đó, và giá thì rất hợp lý cho bác. Chỉ có 270.000 cho một con máy rót rượu như này thôi. Đó, đây, nguyên đai nguyên kiện cho các bác này. Đấy, nguyên đai nguyên kiện cho các bác luôn. Về nhà các bác chỉ sử dụng thôi, và lắp cái vòi lên cho em nhé. Các bác lắp cái vòi lên cho em là ok thôi. Đấy, giá rất hợp lý, chỉ có 270k. Rồi, ok. Hello các bác nha. Này thì bên shop về cho các bác cái led, các bác lên cho em là led giọt lệ, lên cho em là led giọt nước nhá. Led giọt nước này. Đấy, nó sẽ là như giọt nước như này. Và một cái cuộn led của nó thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 1 2 3 4 5 6 7 8 thanh. Đấy, một dây này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 8 thanh các bác nhá. Đấy, một dây của nó sẽ là 8 thanh và các bác có thể dùng để mình trăng đều ra, trăng đều ra. Đấy, một dây của nó sẽ là 8 thanh như này. Và con này thì ưu điểm của nó sẽ có cho các bác là nối liền vào nhau luôn nhá. Ở đây nó sẽ có một cái rác nối như này. Đấy, thì các bác cứ cắm bộ nọ là nó sẽ nối vào bộ kia luôn. Đấy. Ví dụ như bây giờ mình muốn lấy ánh sáng từ cái bộ đang cắm này ra. Đấy, ánh sáng thì cái bộ đang cắm này ra thì các bác chỉ cần là cắm nối tiếp vào đây cho em này, nối tiếp vào đây cho em. Thì các bác cắm chặt vào cho em thì ưu điểm của con này nó sẽ là vừa chống nước này, vừa là cắm nối tiếp được luôn. Thì nhà sản xuất người ta cũng rất là thông minh nhá. Đấy, thì nó lại có những cái đầu cắm nối tiếp như này, các bác cứ cắm nối tiếp vào cho em là ok. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là led giọt nước nhá. Đấy, nó sẽ có như giọt nước này và có điều chỉnh, có cục nguồn ở đây sẵn rồi. Về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em, không cần phải cầu kỳ gì nữa nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là led giọt nước. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một cái bộ led giọt nước này thôi. Giá rất là tốt cho bác luôn. Lên cho em là led giọt nước nhá. Giá của nó sẽ là 90k cho một bộ như này. Cái chiều dài của nó thì nó vào khoảng là 45 gần 50 cm nhá. Đấy. Thì nó vào khoảng là 45 các bạn, 45 gần 50 cm cho một cái bộ led giọt nước như này. Và giá sẽ là 90k và ở đây thì nó sẽ có cho bác là 2 này, 4 này, 6, 8 thanh nhá. Đấy, 2 này, 4 này, 6, 8 thanh như này nhá. 8 thanh led giọt nước như này. Các bác có thể răng trước hiên hoặc là mình dùng để decor trang trí ở trong phòng này hoặc là bên ngoài cũng được, rất là ok. Lên mã giúp cho em đó là led giọt nước, giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Đó, các bác lên cho em là led giọt nước, giá sẽ là 90k. Các bác lên cho em đó là led giọt nước nhá. Đó, led giọt nước này, led giọt nước, giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một cái dây led giọt nước như này. Đó, một dây của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là chiều dài của nó sẽ là 45 cm và cái thanh này của nó thì nó sẽ có cho các bác là 8 thanh nhá, 8 thanh như này. Và có thể cắm nối tiếp được luôn, cho nên là các bác có thể dùng để mình decor trang trí, nó rất là đẹp. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm nữa. Đó là cái led, các bác lên cho em là lên mã cho em là led kim cương nhá, led kim cương. Đó, lên cho em led kim cương. Một cuộn này của nó thì chiều dài của nó sẽ là từ 40 đến 50 m nhá. Chiều dài của nó thì sẽ là từ 40 đến 50 m các bạn. Đấy, từ 40 đến 50 m cho nên nó rất là tiện. Đấy. Cho nên nó rất là tiện các bạn. Đấy, từ 40 đến 50 m cho nên nó rất là dài và tiện cho các bác sử dụng như này. Đấy, một cuộn led như này là từ 40 đến 50 m. Đấy. Thì có lô nó về 40, có lô nó về 50 cho nên là em cũng cứ lên như vậy cho các bác nắm được, không nhiều khi các bác về các bác lại đo đạc, các bác bảo là không đủ số thì nó rất là phiền. Đấy. Và giá thì rất là hợp lý cho các bác nhá. Giá rất hợp lý cho các bác thôi.
lên mã giúp cho em là led kim cương thì nó sẽ có màu vàng và 7 màu. Có màu vàng và có 7 màu nhá. Thì tùy các bác muốn lấy màu vàng thì lấy, mà lấy 7 màu thì lấy các bác ạ. Các bác lên mã giúp cho em đó là led kim cương nhá. Led kim cương này thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là 2 màu, màu vàng và 7 màu. Thì các bác lên cho em là led kim cương vàng hoặc là led kim cương 7 màu. Đây màu này sẽ là màu vàng con này. Màu vàng là nó chỉ có nguyên màu vàng như này thôi. Nguyên một màu vàng như này các bác nhá. Thì các bác lên cho em là led kim cương vàng, giá sẽ là 90.000. Các bác lên cho em đó là led kim cương vàng thì giá của nó sẽ là 80.000. Lên cho em là led kim cương có hai màu, màu vàng và 7 màu, các bác lấy lại nào thì lấy nhá. Lên cho em đó là led kim cương nhá. Đó, led kim cương này. Giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho một quận như này. 80.000 cho một quận led như này. Thì nó sẽ có cho các bác là màu vàng và 7 màu. Đây các bác có thể điều chỉnh này các bác này. Đấy, chiều dài của nó thì từ 40 đến 50 mét nhá, từ 40 đến 50 mét các bác này. Đấy, có thể chỉnh nháy nhanh này, nháy chậm này. Đấy, và chế độ đứng yên này. Đấy, rồi nháy đuổi các kiểu con này điểu luôn. Một quận này của nó thì sẽ là từ 40 đến 50 mét và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là đi một quận này, giá của nó chỉ có cho các bác là đi 80.000 thôi. 80.000 cho một quận led từ 40 đến 50 mét nhá. Tha hồ các bác thoải mái sử dụng luôn. Quận này là quận 7 màu này và một quận màu vàng. Đó. Thì các bác lấy màu nào thì lấy nhá, lấy màu nào thì lấy. Giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là hạt rẻ rồi. Chỉ có cho các bác là đi 80.000 thôi nhá, 80.000 thôi. Đó. Rồi, ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các nhá, hàng đến từ thị trường Đức các này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany thôi nhá. Design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó, design in Germany thôi này. Đó, in Germany hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn thôi nhá. Đóng cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này. Đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong, còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok, rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhé, lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó, nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhé, vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, nồi nào vung đấy thôi nhé, nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhé. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dẫn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếng rất là ok. Quay vung viếc cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng thôi nhá, đẹp sáng bóng cho bác luôn. Đó.
Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết con này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con cong luôn các nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là bốn lít các bác nhá. 4 lít. Đấy, con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bạn. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đây. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt con này qua kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến với con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy, đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho bác là em sẽ đi lại hết lượt cho bác luôn. Đấy, combo. Combo thì sẽ có cho các bác đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các bác nhé. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung viếc đàng hoàng các bác nhé. Đấy, vung viếc đàng hoàng đây. Vung của nó đây con này. Đấy, con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy, tiếp theo là đến một cái chảo này. Đấy, chảo đây con này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo là đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cành nhà cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món các bác này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Hello chào bác nhá. Hôm nay thì bên shop tiếp tục gửi cho bác cái lô chiếu mây Nhật và chăn ga Nhật 5 món nhá. Đấy, em sẽ giới thiệu chi tiết để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác lên mã cho em là chiếu mây nhá, hàng của thương hiệu Muji made in Japan. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 và bao ship. Đấy, lên cho em là chiếu mây Nhật các bác nhá. Đấy. Chiếu mây điều hòa. Chiếu mây điều hòa. Đấy. Chiếu mây điều hòa nhá. Đó, chiếu mây Nhật điều hòa nhá. Đó, chiếu mây Nhật điều hòa giá của nó sẽ là 180k và bao ship nhá. À không, xin lỗi các bác, 180.000 không bao ship. Từ đơn hơn 200.000 trở lên bên em mới bao ship. Hàng thì sẽ là nó sẽ có dòng là 1,6m. 1,6m nhân với 2m và 1,8m nhân với 2m nhá. Đấy, nhân 2m đó. Giá thì đều đồng giá là 180k hết nhá, 180.000. Đây thì nó sẽ là một sản phẩm như này. Dòng này thì nó sẽ không bao gồm vỏ gối đâu các bác nhá, nó chỉ có chiếu không thôi. Đó. Và chất liệu của nó là sợi mây tự nhiên nhá, sợi mây tự nhiên như này. Đấy. Sợi mây tự nhiên các bác nhá. Chất liệu của nó là sợi mây tự nhiên. Đấy thì điều hòa rất là tốt luôn. Đấy thì sợi mềm mại điều hòa tốt các bác nhá. Đấy, sợi điều hòa tốt các bác nhá. Đó thì ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là hai mặt này, một cái mặt thì nó sẽ là trần thường như này, còn một mặt của nó sẽ là như này các bạn này. Đấy, một mặt chiếu mây như này. Sợi của nó thì rất là mềm,
nằm thì êm và mát thôi, nằm êm và mát. Đó. Cái này thì nó không có vỏ gối đâu nhá. Lô này bên em về thì nó chỉ có chiếu không thôi. Đấy, chiếu không, không có vỏ gối đâu. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt luôn. Đây. Đây các bạn này. Đấy. Một con chiếu rất là đẹp như này nhá. Đấy, rất là đẹp luôn, màu sắc các thứ rất là đẹp, hài hòa. Bên em sẽ có dòng là 1m8 và dòng là 1m6 nhá. Đấy, dòng 1m6 và dòng 1m8. Đó, đều là kích thước là đều 2m nhá. 1m6 2m và 1m8 2m. Đó, đây, rất là đẹp cho các bác nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là chiếu mây Nhật điều hòa nhá. Đấy, kích thước của nó sẽ là 1m6 và 1m8 nhá. Và cái này là không có vỏ gối nhá, không có vỏ. Không có vỏ các bác nhá, không có vỏ gối nhá. Đấy, không có vỏ gối. Giá sẽ là 180k. Đó, không có vỏ gối. Sản phẩm tiếp theo. Đó là Naven Shop tiếp tục về hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Muji nhá. Hàng thương hiệu của Muji của Nhật này. Đấy. Hàng của thương hiệu Muji Made in Japan nhá. Đấy, Muji Made in Japan như này. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là chiếu mây nhá. Đấy. Chiếu mây Nhật điều hòa, hàng thương hiệu Muji Made in Japan. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là đẹp luôn, chỉ có 180.000 thôi. 180.000 nhá. Kích thước của nó sẽ là có 1m6 và 1m8 nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Hàng chiếu mây của Nhật cực kỳ chất lượng các bác này. Đấy. Đường kim mũi chỉ rất là đẹp luôn. Giá sẽ là 180.000 cho một chiếc nhá. Đó, bật cái quạt. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái bộ chăn ga 5 món nhá. Đấy. Chăn ga 5 món thôi nhá. Các bác lên cho em là chăn ga. Đấy, chăn ga Nhật 5 món. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ chăn như này. Và nó sẽ về cho các bác là có 3 màu nhá. Đầu tiên là các bác lên cho em là màu xanh này. Đấy, màu xanh. Màu xanh các bác nhá. Đấy, thứ nhất là màu xanh này. Đấy. Thứ hai là màu Chanel này. Đấy. Thứ hai là màu Chanel như này nhá. Thứ hai là màu Chanel. Đấy, và thứ ba là các bác lên cho em là màu kẻ nhá. Đấy, màu kẻ này. Đây. Nó sẽ là màu kẻ sọc như này. Đấy, màu kẻ sọc như này. Đấy, các màu đều rất là đẹp luôn. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái chăn nhá, một cái chăn kích thước của nó là 1m7 x 2m1 nhá. Đây. Chăn rất là to luôn. Đây các bác này. Đó. Một cái chăn rất là đẹp như này, chất liệu của nó rất là đẹp luôn. Đấy, chất vải của nó cũng rất là xịn sò. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Kích thước của nó sẽ là 1m7 x 2m1 và của nó sẽ là thuộc cái dạng là trần bông bên trong nhá, có trần bông bên trong. Con này thì các bác nằm mùa thu cũng được và nằm mùa đông cũng được, hoặc là các bác nằm điều hòa cũng được. Đấy, bây giờ các bác chuyên nằm điều hòa rồi thì sử dụng con này rất là ok. Chất da, chất vải của nó rất là mềm mịn các bác nhá, mềm mịn đó. Đây, màu xanh đi các bác này. Màu xanh đây. Đấy. Màu nào cũng rất là đẹp luôn. Đấy. Màu sắc đẹp, kích thước đẹp nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bộ chăn ga Nhật 5 món nhá. Đấy. Chăn ga Nhật 5 món bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000. Lên mã giúp cho em là chăn ga Nhật 5 món nhá. Giá của nó sẽ là 260k và bao ship nhá. Đó, chăn ga Nhật 5 món này. Chăn ga Nhật này. Đó. Chăn ga Nhật 5 món nhá. Giá của nó sẽ là 260k và bao ship nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng mới nhá. Đó. Hàng mới. Hàng mới chất lượng các bác nhá. Đó, hàng mới. Chất lượng cho các bác luôn. Chăn ga Nhật 5 món 260.000 bao ship. Hàng mới tinh không nhá. Thì các bác nhận được hàng thì sẽ bao gồm cho các bác là một con chăn như này này. Đấy, một con chăn như này. Kích thước của nó sẽ là 1m7 x 2m1 nhá. 1m7 x 2m1 này. Tiếp theo kèm cho các bác là hai cái vỏ gối này. Đây, nó sẽ có cho các bác là hai cái vỏ gối. Hai cái vỏ gối thì vỏ gối của nó kích thước của nó sẽ là 60. Đấy. 2 này, 4 này. 60 x 40 nhá. 60 x 40. Đấy, 60 x 40 khá là to luôn các nhá. Hai cái vỏ gối. Kích thước 60 x 40 này. Đấy, một cái ga các nhá, một cái ga này. Ga này thì các bác sử dụng cho giường 1m6 và giường 1m8 đều vừa hết nhá. Đấy, thì cái ga này nó sử dụng chung và nó có chun như này. Cho nên là giường 1m6, giường 1m8 đều ok. Coi nhá. Đấy, thì một ga, hai vỏ gối vuông, hai vỏ gối 60 x 40 và một vỏ gối ôm như này nhá. Một cái vỏ gối ôm rất là to như này. Đấy. Vỏ gối ôm này thì chiều dài của nó là 1m, chiều rộng là 30 nhá. Đấy, về nhà thì các bác chỉ cần là mua ruột về các bác cho vào là xong. Ruột gối các bác thứ nhá. Đấy, ruột gối ôm và ruột gối nằm nhá. Đấy, thì combo của nó như này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 5 món này. Thứ nhất là một gối ôm này. Đấy, một gối ôm này. Hai gối thường này, hai gối thường này. Một ga này là thành 4 này, với lại một chăn là 5. Đấy, thì các bác lên cho em là bộ chăn ga 5 món nhá. Bộ chăn ga 5 món. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 260.000. Lên cho em là bộ chăn ga
Đấy, chăn ga Nhật 5 món giá sẽ là 260.000 nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là thứ nhất là màu đây. Thứ nhất có cho các bác là màu xanh nhá. Các bác lên cho em là màu xanh này. Đó. Cái màu xanh này cũng rất là đẹp. Nhã nhặn, màu thì màu sắc thì vừa phải, trung tính, sạch sẽ nhá, màu xanh này. Tiếp theo là màu kẻ này. Màu này sẽ là màu kẻ nhá, lên cho em là màu kẻ này. Và màu này thì các bác lên cho em là màu Chanel nhá, màu Chanel. Đó, thì các bác lấy màu nào thì lấy. Hoặc các bác có thể lấy chăn chiếu tùy theo. Rồi ok. Cảm nó đi. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Chào các bác, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra có ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200 cành trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên hôm nay bên shop về cho bác đó là cái nồi cơm nhá. Thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, nồi của Cúc Cu và nồi của Sáp. Thì nồi của Sáp thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Thái Lan, và nồi Cúc Cu thì nó sẽ là hàng sản xuất của Hàn Quốc nhá, nồi Cúc Cu của Hàn Quốc. Thì đầu tiên em lên cho bác cái nồi của Sáp trước các bác này. Đấy. Đơn hàng từ 200 cành trở lên bên em sẽ bao ship, các bác cứ mua đủ 200.000 là được bao ship thôi, nó đơn giản với tôi các bác nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái nồi của Sáp này. Đấy, nồi của Sáp các bác nhá. Đó, nồi của Sáp đây. Và rất chất lượng cho các bác luôn. Con nồi của Sáp này thì đây là cái vỏ của nó này. Đấy. Của nó sẽ là 900W này, 900W sử dụng là điện 220V, công suất của nó là 1,8 lít nhá. 1,8 lít. Hàng thì nó sẽ là hàng của Sáp nhá, hàng của Sáp. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Ở đây thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là nồi Sáp nhá. Giá của nó sẽ là 500.000 và bao ship này. Đấy, lên cho em là nồi cơm Sáp nhá. Nồi cơm Sáp này, giá của nó sẽ là 500k nhá. 500k và bao ship tận nhà cho bác luôn. 500.000 trong con nồi cơm này. Bao ship tận nhà, các bác có thể là nhận hàng, kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Thì sản phẩm nó sẽ là một cái mẫu nồi, nồi như này. Và màu của nó sẽ là màu đen nhá. Màu của nó là màu đen. Đây. Đấy, đây các bạn này. 900W 1.8 sử dụng điện 220V. Màu là màu đen nhá. Rất là đẹp các bác này. Các bác nhấn lấy ra cho em này, mở ra này. Ở trong thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái khay như này. Một cái khay hấp này. Một khay hấp này. Tiếp theo là đến cho các bác là một cái môi này, một cái môi rất là đẹp luôn. Con này thì rất là đẹp, môi rất là đẹp nhá, cứng cáp và chống dính nhá. Tiếp theo là một cái ô đong gạo này, một ô đong gạo này. Tiếp theo nữa là cái dây cắm này, dây cắm nguồn này. Đấy, rồi nó sẽ là một con mâm rất là dày luôn nhá. Dày cong cong này các bác này. Đấy. Khá là dày luôn, dày cong cong này các bác này. Đấy. Con này các bác nấu cơm thì cực kỳ là ngon luôn nhá. Đấy, nồi của nó là sẽ thuộc dạng là nồi kiểu nồi niêu như này. Nồi niêu ôm vòm như này thì giữ nhiệt tốt này, giữ nhiệt tốt. Mâm thì rất là dày luôn. Đấy. Nồi bằng nhôm nhá, nồi bằng nhôm rất là dày luôn. Và mâm của nó cũng khá là chắc chắn và dày dẫn nhá. Đấy, mâm khá chắc chắn dày dẫn này. Mâm của nó là khá chắc chắn và dày dẫn cho các bác luôn. Đấy. Và của nó là dòng quai sách như này thì các bác yên tâm sử dụng nhá. Quai sách này, hàng thương hiệu Sáp này. Đấy, hàng thương hiệu Sáp nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Các bác chỉ cần kéo lẫy này cho em là xong này. Kéo lẫy này là xong. Đó, nồi của Sáp rất là ngon lành như này, hàng có thương hiệu. Đây, mở nắp ra các bác này. Đấy. Giòn riếc cực kỳ là ngon luôn. Khi dùng thì chỉ cần nhấn lẫy này cho em là xong. Đó, chín thì nó sẽ dơ le, nó sẽ tự nảy nhá. Đó. Dung tích của nó thì sẽ là 1.8 lít nhá, 1.8 lít. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Lên mã giúp cho em đó là nồi cơm Sáp nhá, nồi cơm Sáp. Giá của nó sẽ là 500.000. 500.000 cho một em nồi cơm Sáp như này, rất là ngon lành, hành đào cho các bác sử dụng để mình nấu nướng trong cái sinh hoạt hàng ngày nhá. Đấy, lên cho em là nồi cơm Sáp. Vỏ của nó thì bằng nhựa ABS nhá, bằng nhựa ABS giữ nhiệt tốt và rất là bền chắc chắn cho các bác luôn. Màu đen. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu nồi Cúc Cu nhá. Hàng thương hiệu Cúc Cu. Và hàng này thì nó sẽ là sản xuất tại Hàn Quốc nhá, Made in Korea này. Đấy, Made in Korea, hàng sản xuất tại Hàn Quốc. Đấy, và con này thì nó sẽ là 1.8 lít nhá, 1,8 lít này. Đấy, nó cũng giống như con nồi ấy thôi, giống như con nồi Cúc, con nồi Sáp thôi. Đấy, nhưng mà dòng này thì nó sẽ là nồi của Cúc Cu nhá, nồi của Cúc Cu. Đó, và cũng là dòng lẫy đóng ngắt này các bạn này, lẫy đóng ngắt thế này. Rất đẹp cho các bác luôn, hàng của thương hiệu Cúc Cu của Hàn Quốc nhá. Sản xuất tại Hàn Quốc, cũng sử dụng điện 220V. Đấy, ở đây mâm miếc của nó cũng khá là dày luôn. Con này mâm rất là dày và con này thì nó sẽ không có cái đây, rất là dày các bác này. Đấy. Rất là dày luôn. Rất dày nhá. Đấy, tiếng kêu của nó rất là đã luôn, cũng có môi nhá. Con này thì nó sẽ không có khay hấp đâu. Đấy, con nồi của thằng Cúc Cu này thì không có khay hấp nhá và khá là dày dẫn luôn, mâm cũng rất là ôm như này các bác này. Đấy, mâm rất là ôm. Đấy, nói chung là cũng là khá là dày dẫn và đẹp. Và cũng như cái mẫu bên kia, đấy, mẫu của Sáp nhưng mà nó hàng này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc nhé. Còn con Sáp thì nó sẽ là nồi của Nhật. Đấy, nồi của Nhật, còn con này thì của Hàn Quốc. Cũng quai sách, quai đeo như này, rất đẹp cho các bác luôn. Đây, Korea đây. Đấy, Korea nhá, rất chất lượng cho các bác luôn.
và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã cho em là nồi cơm cúc cu nhá. Đấy, nồi cơm cúc cu giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Nồi sáp thì sẽ là nồi sáp là 500, còn nồi cúc cu lên cho em là nồi cúc cu nhá. Nồi cúc cu này. Nồi cúc cu giá của nó sẽ là 495k nhá. 495k cho con nồi cúc cu. Đấy, còn con nồi sáp thì giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Hai con này thì chỉ lệch nhau có 5.000 thôi. Thì các bác lấy con nào thì lấy con nhá. Đó, con nồi của sáp đây. Qua lên cho em là nồi của sáp nhá. Nồi sáp thì sẽ là 500, và nồi cúc cu này thì sẽ là 495.000 các bác nhá. 495.000. Đó, thì các bác muốn lấy mã nào thì lấy. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em sẽ bao ship mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác. Đó là bên shop về cho các bác cái đuôi cảm ứng nhá, coi nhá. Đấy, các bác lên cho em là đuôi cảm ứng. Lên cho em là đuôi cảm ứng thì con này về nhà các bác bắt trực tiếp điện 220V cho em, sau đó thì lắp bóng đèn vào đây và nó sẽ có ốc xoáy cho các bác đàng hoàng. Đấy, và có điều chỉnh chế độ sáng là 16 giây, 32 giây và 5 phút nhé, 5 phút, và có chuyển động là ban ngày. Đấy, đuôi cảm ứng chuyển động nhé. Đấy, lên cho em là đuôi cảm ứng chuyển động, giá của nó sẽ là đuôi đèn cảm ứng chuyển động, giá của nó sẽ là 60.000 cho một cái đuôi đèn cảm ứng chuyển động như này. Đấy, giá rất là tốt cho bác luôn. Đây, em sẽ có cái video review thực tế cho các bác xem luôn nhé. Đấy, lên cho em là đuôi cảm ứng chuyển động, giá của nó sẽ là 60k. Đấy, đuôi cảm ứng chuyển động này. Các bác lên cho em là đuôi cảm ứng nhá. Đấy, đuôi cảm ứng này. Đuôi cảm ứng chuyển động nhá. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một cái đuôi cảm ứng chuyển động như này. 60k nhá. 60k cho một cái đuôi cảm ứng chuyển động. Đây, video thực tế luôn. Chuyển động tự động bật tắt khi có người. Mình đang thay cái đuôi đèn cũ bật tắt bằng công tắc, chuyển qua xài đuôi đèn cảm biến những cái nơi như là nhà tắm hay là nhà vệ sinh, mỗi lần ra vô có chút xíu. Bây giờ không phải tắt mở công tắc nữa, người bước vào đèn sáng, bước ra sau một khoảng thời gian đèn tự tắt. Ở trên này các bạn có thể điều chỉnh chỉ sáng ban đêm hoặc cả ban ngày, rồi chỉnh được thời gian đèn tắt. Cái cảm biến của nó bắt xa nhất được 8 mét nên các bạn thoải mái lắp trên cao, mang về chỉ tính lắp ở trong nhà thôi. Thế là mẹ mình bảo, hay là mày lắp để chống trộm cho chuồng gà nhà tao đi. Cũng hợp lý phết nhỉ. Nhưng mà cái đuôi trên tay mình đây là cái đuôi đèn cảm biến chuyển động, tự động bật tắt khi có người. Mình đang thay cái đuôi đèn cũ bật tắt bằng công tắc, chuyển qua xài đuôi đèn cảm biến những cái nơi như là nhà tắm hay là nhà vệ sinh, mỗi lần ra vô có chút xíu. Bây giờ không phải tắt mở công tắc nữa, người bước vào đèn sáng, bước ra sau một khoảng thời gian đèn tự tắt. Ở trên này các bạn có thể điều chỉnh chỉ sáng ban đêm hoặc cả ban ngày, rồi chỉnh được thời gian đèn tắt. Cái cảm biến của nó bắt xa nhất được 8 mét nên các bạn thoải mái lắp trên cao, mang về chỉ tính lắp ở trong nhà thôi. Thế là mẹ mình bảo, hay là mày lắp để chống trộm cho chuồng gà nhà tao đi. Cũng hợp lý phết nhỉ. Nhưng mà lên cho em là đuôi cảm ứng chuyển động nhá. Giá của nó sẽ là 60.000 trong cái đuôi như này thôi. Giá sẽ là 60k nhá. Về nhà các bác cứ lắp vào bắt điện bình thường, nó là đuôi xoáy E27, một cái đuôi rất là phổ thông. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là vòng trầm điều hòa huyết áp nhá. Vòng trầm điều hòa huyết áp, vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp. Con này thì hàng được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trầm hương cao cấp Tống Gia. Giá của nó đang bán là 1.800.000 nhá. 1.800.000, mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng. Đấy. Và riêng hôm nay thì chương trình tri ân khách hàng hậu 20 tháng 10, bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá chỉ có 50 cành thôi nhá. 50 cành cho một con vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp như này. Hạt của nó sẽ là bằng gỗ trầm tự nhiên nhá. Khi mà mình đeo vào thì nó giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt luôn. Đó. Và các bác nên đeo nhá. Đấy, rất là tốt luôn. Ở đây thì nó sẽ có là 108 hạt, kèm thêm cho các bác là một cái đài sen rất là đẹp như này. Lên mã giúp cho em là vòng trầm điều hòa huyết áp nhá. Đấy. Bằng gỗ trầm tự nhiên rất là thơm luôn. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trầm hương cao cấp Tống Gia. Và hôm nay thì chương trình tri ân khách hàng đang bán là 1.800.000, xả cho các bác giá chỉ còn 50k thôi nhá. 50k. Lên cho em là vòng trầm gỗ nhá. Vòng trầm gỗ này. Đấy, vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp. Điều hòa huyết áp giá thì chỉ có cho các bác là 50k nhá. 50.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái các bác lên cho em là tô vít vạn năng nhá. Tô vít vạn năng thì ở đây nó sẽ là một con tô vít như này, và có cả đèn pin luôn. Có đèn pin thì về nhà các bác tự lắp pin vào cho em nhá. Đấy, cái này thì về nhà các bác tháo cái này ra này, tháo cái lẫy này ra. Đấy, các bác trượt cái lẫy này ra cho em, sau đó thì mình
mình lắp pin vào cho em. Ở đây thì nó sẽ là sử dụng một cái quả pin con thỏ loại nhỏ một viên nhá, một viên. Thì các bác có thể lắp đèn vào đây để mình sử dụng, mình khi mà mình làm ban đêm thì mình cần thì mình bật đèn lên. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái đầu tô vít như này. Các bác mở ra này. Đấy. Thì ví dụ như là các bác muốn xoáy cái nào vừa thì mình dùng. Nó rất là tiện. Ở đây thì nó sẽ là 8 trong 1 luôn. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là 8 cái đầu vít như này. 8 cái đầu vít như này nhá. Hàng cực kỳ chắc chắn và ngon lành, và nó có thể gấp gọn được thì nó rất là tiện. Đấy, lên cho em là tô vít vạn năng nhá. Tô vít vạn năng. Đó. 8 trong 1 luôn và có cả đèn pin như này. Ở đây thì nó sẽ có 1 2 3 4 5 6 7 7 cái đầu vít nhá, và một cái thân đèn nữa, một cái đèn như này để các bác dùng để đây nó sẽ là một cái hệ thống đèn LED như này, rất là sáng luôn. Đấy. Con này các bác lên mã giúp cho em là tô vít đèn nhá. Giá của nó sẽ là 50.000, nó có một cái đèn. Đấy, cho nên là các bác lên cho em là tô vít đèn. Đấy. Hoặc không, các bác cứ lên cho em là tô vít vạn năng được, tô vít vạn năng. Đó, tô vít vạn năng này. Tô vít vạn năng giá của nó sẽ là 50k nhá. 50.000 cho một con tô vít vạn năng như này. Con này thì rất là tiện cho các bác sử dụng rồi. Đấy, giá của nó sẽ là 50k. Đó, tô vít vạn năng. Đấy, rất là đẹp luôn. Và nó sẽ có cho các bác là các cái đầu vít, đầu to, đầu nhỏ như này. Đấy, có cả những cái đầu tròn, đầu lục giác cho các bác luôn. Rất là tiện nhá. Đấy, có cái đầu tròn này các bác này. Đấy, ở đây thì không phải đầu tròn mà nó sẽ là một cái thân tô vít nhỏ như này. Nó sẽ có một cái con nhỏ tí này các bác này. Đấy, thì các bác có thể xoáy ra để mình sử dụng. Ở đây nó sẽ có cho các bác là hai đầu nhỏ như này nhá. Các bác có thể xoáy ra này. Đấy, xoáy ra sau đó thì mình xoáy vào đây cho em. Xoáy vào đây cho em. Đó, thì là nó sẽ có hai đầu, một đầu là con này là siêu nhỏ luôn để cho các bác sử dụng các cái đồ lặt vặt. Đấy. Đấy, nó có hai cái đầu nhỏ, một đầu dẹt, một đầu tròn. Còn lại là nó sẽ là dẹt và múi hết nhá. Dẹt và múi từ nhỏ đến to. Giá sẽ là 50k nhá. 50k. Lên cho em là tô vít vạn năng. Tô vít vạn năng giá sẽ là 50.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em là bật lửa ngọc nhá. Bật lửa ngọc đây. Đấy, nó sẽ là một cái bật lửa hình nó sẽ có đính một viên ngọc như này, đính một viên ngọc như này. Đấy, và con này thì về nhà các bác châm dầu thơm vào cho em nhé. Dầu thơm hoặc là xăng bình thường cũng được. Đó. Và con này thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu vàng và màu bạc này. Đấy. Lên cho em là bật lửa ngọc nhá. Bật lửa ngọc nó sẽ có hai màu, màu vàng và màu bạc như này. Giá thì sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho một con bật lửa như này. Con này thì nó sẽ là hàng mạ bạc nhá. Mạ bạc này, còn con này là mạ vàng 18 carat này, mạ vàng 18 carat. Siêu đẹp cho các bác luôn. Đều là hình con rồng như này nhá, hình con rồng như này. Rất tuyệt vời cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa ngọc nhá. Bật lửa ngọc nó sẽ có ngậm một cái viên ngọc như này, viên ngọc màu đỏ rất là đẹp luôn. Thì bên shop có hai màu, màu vàng và màu bạc nhá, màu vàng màu bạc. Thì các bác lên cho em là bật lửa ngọc. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết nhá. Về nhà các bác cho xăng thơm vào cho em nhá, cho xăng thơm vào cho em. Lên cho em là bật lửa ngọc. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. Bật lửa ngọc này, đó. Bật lửa ngọc giá của nó sẽ là 130k nhá. 130.000 cho con bật lửa ngọc như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái điện thoại Nokia. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái điện thoại Nokia nhé. Đây nó sẽ là dòng một sim nhá, dòng một sim. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một điện thoại này. Đấy, có hai màu, màu xanh và màu đen, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Đấy, không chọn màu các bác nhá. Đấy, một điện thoại, một pin và một củ sạc. Đấy, combo cho các bác luôn, hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này của thương hiệu Nokia nhá. Nokia. Đó. Về nhà thì các bác lắp vào cho em. Đấy, lắp. Các bác lắp ấy vào cho em. Đấy, lắp pin rồi các bác khởi động lên. Đấy, lắp pin vào nhá. Đây. Các bác lắp pin vào cho em này. Đấy, lắp pin vào. Các bác lắp pin và khởi động lên cho em là xong. Đó. Hàng của thương hiệu Nokia nhá. Lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày các bác yên tâm sử dụng. Hàng của thương hiệu Nokia cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Bật nguồn lên cho em này. Đấy, bật nguồn lên cho em. Đó. Đây. Đấy, và con này thì giá của nó sẽ là 150.000, bàn phím nổi nhá. Bàn phím nổi rất là dễ sử dụng cho bác luôn. Đó, về nhà các bác lắp sim vào cho em. Đó. Hàng của thương hiệu Nokia nhá. Thương hiệu Nokia đây. Đấy, logo của hãng đây, Nokia con này. Đấy, hàng của Nokia cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giá sẽ là 130.000 thôi. Lên cho em là điện thoại một sim nhá. Điện thoại một sim. Giá sẽ là 130k. À xin lỗi các bác là 150.000 nhá. 150k. 150k em nói nhầm nhá. 150.000 cho một con điện thoại một sim như này. Giá rất là tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ống hút rửa bát các bác nhá. Ống hút rửa bát thì ở đây nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái đầu đầu vòi như này, đầu vòi xịt như này.
và hệ thống dây rồi ống dẫn nhá. Đó. Và giá thì chỉ có 70 cành thôi. Lên cho em là hút nước rửa bát, hút nước rửa bát giá của nó sẽ là 70.000. Đấy, đây thì cái sơ đồ của nó đấu nối như này các bạn này. Đấy, lên cho em là hút nước rửa bát nhá. Đấy. Hút nước rửa bát này. Hút nước rửa bát. Giá của nó sẽ là 70k nhá. 70.000 thì cái hút nước rửa bát như này, 70k. Đây, cái này nó đơn giản lắm các bác nhá. Về nhà các bác chỉ cần là lấy một cái can to cho em này, sau đó mình lắp vào. Đấy, cái chậu rửa nào nó cũng có cái hệ thống vòi này hết, các bác lắp xoáy vào cho em này. Đấy, xoáy vào đầu vòi trong đó lắp vào can là xong. Thì khi mình rửa bát thì mình cứ dùng cái can 5 lít ấy, nó rất là tiện. Các bác cứ thế là mình bơm ấn thôi, đừng dùng cái vòi nhỏ nữa. Nó đừng dùng cái nhỏ, nó rất là tốn kém và mất vệ sinh. Đấy, cứ lắp vào chậu rửa này cho em là mình dùng thôi. Lên cho em là hút rửa bát nhá, hút rửa bát giá sẽ là 70.000 nhá. 70.000 cho một cái bộ hút rửa bát này thôi, rất tiện dụng cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái đèn các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn F1 nhá, đèn F1. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 nhá. Ở đây thì nó sẽ là một tấm pin năng lượng dời như này, dây dài khoảng từ 2 đến 3 mét này, và một con đèn như này. Cái công suất của nó thì khá là sáng luôn các bác nhá. Đấy, đây các bác này. Đấy, siêu sáng luôn. Thì các bác có thể để ngoài trời hoặc là mình để trong nhà cũng đều được nhá. Đấy, rất là tiện dụng cho các bác sử dụng này. Lên cho em là đèn F1 nhá, đèn F1. Đấy, đèn F1. Thì đây nó sẽ là các cái mắt led như này, và nó sẽ có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu này. Có cảm biến nhá, có người đi đến thì nó sẽ sáng và người đi qua thì nó sẽ tắt các bạn, nó rất là tiện. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một đèn, một tấm pin năng lượng mặt trời như này, và có cho các bác là cả điều khiển luôn nhá, cả điều khiển luôn. Thì các bác có thể dùng để tắt bật bằng điều khiển được. Đây. Đấy. Đây, tắt đi này, bật lên này, chế độ sáng 1 này, đấy, sáng 2 và sáng 3 nhá. Đó, 3 này, 2 này, 1 này. Đó, tắt đi này, bật lên này, rất là tiện nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá rất hợp lý thôi. Một cái đèn F1 như này, giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi, 130.000 cho một con đèn như này. Có điều khiển cho bác luôn, và có cả cái ốc vít giá đỡ để các bác bắt vít vào nhá. Đó. Giá thì rất hợp lý cho các bác để các bác sử dụng để mình lấy ánh sáng tự nhiên, sáng năng lượng mặt trời, và rất là tiết kiệm pin nhá, tiết kiệm pin cho các bác luôn. Và cái giá cũng rất là hợp lý để cho các bác có thể sử dụng lâu dài. Lên mã giúp cho em đó là đèn F1, giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Đó. Lên mã cho em là đèn F1 nhá. Đèn F1 giá sẽ là 130.000. Đèn F1 giá sẽ là 130k trong con đèn năng lượng F1 như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn bắt muỗi nhá. Đấy. Qua lên cho em là đèn bắt muỗi đen, giá sẽ là 130.000 cho một con đèn bắt muỗi đen như này. 130.000. Lên cho em là đèn bắt muỗi đen nhá, giá sẽ là 130.000 các bác này. Đấy. Hả? 120.000 các bác nhá, 120.000. Đây thì nó sẽ là cái âu để các bác đựng muỗi vào đây này. Đấy, đựng muỗi vào đây. Và khi các bác cắm điện lên thì ở đây nó sẽ là một cái mên lưới, nó giống như là cái giống như cái vật muỗi ấy. Thì con muỗi nó bay vào và nó sẽ chạm vào cái đèn này là nó sẽ bị giật. Đấy. Nó đơn giản thôi, giật nó chết nhá. Lên cho em là đèn bắt muỗi đen, các bác có thể cắm trực tiếp là vừa làm đèn ngủ vừa làm đèn bắt muỗi luôn. Đấy, lên cho em là đèn bắt muỗi đen. Đèn bắt muỗi đen này, đó, đèn bắt muỗi đen. Bắt muỗi đen nhá, giá của nó sẽ là 120 cành. 120 cành nhưng mà con đèn bắt muỗi đen như này. Đấy, giá cực kỳ là hợp lý cho quý cô bác anh chị và các bạn luôn, đèn bắt muỗi đen 120.000. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái táo các bác nhá. Các bác lên cho em là táo Nhật nhá, táo Nhật này. Một bịch này của nó thì sẽ là vào khoảng là từ 8 lạng đến 1 kg nhá, từ 8 lạng đến 1 kg. Đấy, thì một bịch như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k cho một bịch táo như này nhá, 100k cho một bịch táo như này. Táo của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy, toàn bộ tem mác chữ Nhật hết này. Đấy, nó sẽ là từ 8 lạng đến 1 cân. Táo của nó sẽ là dòng táo to nhá, táo to các bạn, táo to. Và cái này thì các bác dùng nó rất là da luôn, tại vì nó đã sấy khô đi rồi. Cái này thì các bác có thể dùng đa di năng luôn. Thứ nhất là mình dùng để mình hãm nước để uống này. Đấy, rồi mình ngâm rượu này, hoặc là các bác có thể dùng ăn trực tiếp cũng được. Ăn trực tiếp rất là ngon và nó dai dai mềm mềm rất là ngon luôn. Lên cho em là táo khô nhá. Táo khô giá của nó sẽ là 100.000 cho một bịch táo khô như này nhá. 100.000 cho một bịch táo khô như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Lên mã cho em là táo khô, giá sẽ là 100k. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái một số các cái mã kìm nhá. Cầm cho anh cái kìm vàng ở đây này. Đó, thì nó sẽ chia ra làm 3 mẫu cho các bác lựa chọn này. Đầu tiên thì các số hotline bên em này, các mã đầu tiên thì đó là bên shop có 3 mẫu kìm nhá. Đầu tiên thì em sẽ lên cho bác là kìm đỏ này.
Đấy, kìm đỏ, con này thì giá của nó sẽ là 100k cho con kìm đỏ như này nhá. Đấy, chức năng của nó thì là tuốt dây này, tuốt dây rồi bấm cốt rồi, nói chung là đa di năng luôn. Đấy, nó sẽ là khoảng 5 chức năng cho một con kìm như này. Con này thì sẽ là kìm đỏ này và con này là kìm vàng nhá. Đấy, hai mẫu thì nó sẽ lệch nhau một chút về cái size nhá, còn là kiểu dáng kích thước cơ bản và cách thức sử dụng thì như nhau. Đấy, đều có chức năng, thứ nhất là tuốt dây này, thứ hai là bấm cốt này, thứ ba là cắt dây, thứ tư là vặn ốc này, rồi xoắn dây, rồi nói chung là làm các kiểu con này điểu được. Đấy, con này thì nó sẽ có thêm một cái lò xo để các bác đẩy ra đẩy vào như này. Hàng nội địa của Nhật đây, Japan con này. Đó. Các bác lên cho em con này, nó sẽ là kìm đỏ. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k nhá. Đó, kìm đỏ này. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con kìm đỏ như này. Lên cho em là kìm đỏ, giá sẽ là 100k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã kìm vàng này, kìm vàng. Con này thì cũng y như vậy thôi. Và cái giá của nó thì nó sẽ là 130.000. Con này của nó thì nó sẽ là hàng của Mỹ, hàng của Nhật và xuất Mỹ nhá. Hàng Nhật xuất Mỹ. Đấy, USA con này. Đấy, USA. Hàng Nhật xuất Mỹ. Con này thì các bác lên mã giúp cho em là kìm vàng nhá. Kìm vàng. Giá của nó sẽ là 130.000. 130k cho một cái mã kìm vàng như này nhá. 130.000. Tiếp theo thì bên shop cũng về cho bác một cái mã kìm, đó là kìm... các bác lên cho em là kìm bạc nhá, hoặc là kìm FO. Đấy. Lên mã giúp cho em là kìm bạc FO này. Đấy. Kìm bạc FO. Kìm bạc FO con này thì sẽ là 190.000 cho một con kìm bạc FO như này. Hàng này của nó thì cũng là hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng. Đấy, chiều dài của nó sẽ là 21cm. Con này thì chất thép của nó tốt hơn một chút nhá, cho nên là cái giá nó cũng cao hơn một chút. Giá của nó sẽ là 190.000. Các bác lên cho em là kìm bạc FO nhá, kìm bạc FO. Giá của nó sẽ là 190.000 cho cái mã kìm bạc FO như này. Đó, hàng rất chất lượng cho các bác luôn, mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng. Đấy, tiền nào của đấy thôi các bác nhá. Đấy, tiền nào của đấy thôi. Lên mã giúp cho em là kìm bạc FO này. Kìm bạc FO, giá của nó sẽ là 190k nhá. 190k cho con kìm bạc FO. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kìm tuốt dây điện nhá. Con này thì các bác lên cho em là kìm tuốt dây điện này. Đấy, con này thì các bác chuyên dùng để thứ nhất là tuốt dây này, cắt dây này, bấm cốt này, rồi các bác có thể cắt các cái đường dây này. Đấy, ở đây thì nó sẽ là chia ra làm 4 dây này và chia ra làm 2 dây nhá. Đó, các bác có cái dây điện mình muốn tách cái dây này ra làm đôi thì các bác xiên vào đây giữa này cho em. Đó. Lên mã giúp cho em đó là kìm tuốt dây nhá. Con này thì sẽ là 95.000 cho một em tuần kìm tuốt dây như này. Đấy, rất là đa di năng cho bác luôn. Hàng của nó khá là dày dẫn chắc chắn nhá. Các bác dùng làm thợ làm nghề thì thôi rồi, lượm ơi luôn. Con này thì rất là đẹp. Dày dẫn chắc chắn, thép trắng không gì, hàng nội địa của Nhật nhá. Con này thì nó cùng mã với con kìm vàng, đều là hàng Nhật xuất Mỹ hết nhá. Đấy, đều là hàng Nhật xuất Mỹ hết và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là, đây cũng là hàng Nhật xuất Mỹ đây các bác này, hàng Nhật xuất Mỹ USA nhá, USA đây. Giá sẽ là, các bác lên theo là kìm tuốt nhá. Kìm tuốt dây này. Kìm tuốt dây, giá của nó sẽ là 95k nhá, 95k cho một em kìm tuốt dây như này nhá, 95.000. Còn con kìm vàng này thì sẽ là 130.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop về cho bác một dòng sản phẩm hàng nội địa của Đức nhá. Đấy, tẩy cặn canxi lên tới độ sạch lên tới 97% luôn. Nó là 3 trong 1 nhá, 3 trong 1 như này. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Đức nhá. Nội địa của Đức đây các bác này. Đó, toàn bộ là thương hiệu của Đức nhá. Đó, đến từ thị trường Đức các bác này. Các bác lên cho em là tẩy cặn canxi nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đó, một cái chai tẩy cặn canxi như này. Về nhà các bác đưa vào mình tẩy rửa cho các cái khu vực như là xoong nồi này, rồi chậu rửa mặt này, chậu rửa bát này, và các cái khu vực nào mà liên quan các thiết bị vệ sinh nó bị cặn canxi nó đóng cấn lại thì các bác dùng kia. Con này bao nhiêu nhỉ? Tẩy cặn canxi Decamix luôn là một best seller được khách hàng lựa chọn nhiều nhất luôn. Chai nhỏ nhưng độc lập, vừa có tác dụng tẩy hết cặn canxi cứng đầu trên inox, vừa có chất dưỡng bảo vệ inox luôn sáng bóng. Thao tác thì rất là đơn giản, chỉ cần đổ kem trực tiếp lên bề mặt, lấy rẻ nhám trà xung quanh các vết ố, vết bẩn lâu ngày sẽ được mềm ra qua mỗi lần trà. Sau khi trà xong rồi thì chúng ta có thể xả nước khắp bề mặt, từng góc cạnh, xả đến đâu sẽ thấy được sáng bóng luôn đến đó. Wow! Sau khi lấy khăn khô lau sạch thì các chị nhìn thành quả của mình các chị ơi. Có thể soi gương luôn được này, inox sáng choang. Thực sự chai nhỏ nhưng mà rất nên thử các chị nha. Đấy, các bạn rất là ngon luôn nha. Chai kem tẩy cặn canxi Decamix luôn là một best seller được khách hàng lựa chọn nhiều nhất luôn. Chai nhỏ nhưng độc lập, vừa có tác dụng tẩy hết cặn canxi cứng đầu trên inox,
inox luôn sáng bóng. Thao tác thì rất là đơn giản, chỉ cần đổ kem trực tiếp lên bề mặt, lấy rẻ nhám trà xung quanh, các vết ố, vết bẩn lâu ngày sẽ được mềm ra qua mỗi lần trà. Sau khi trà xong rồi thì chúng ta có thể xả nước khắp bề mặt, từng góc cạnh, xả đến đâu sẽ thấy được sáng bóng luôn đến đó. Wow! Sau khi lấy khăn khô lau sạch thì các chị nhìn thành quả của mình các chị ơi. Có thể soi gương luôn được này, inox sáng choang. Lên cho em là tẩy cặn canxi, giá của nó sẽ là 50k nhé, 50k trên một em như này. Đấy, các bác lên đúng tên cho em, lên tên cho em con mã này nó sẽ là tẩy cặn canxi nhá. Đấy, tẩy cặn này, canxi này, giá của nó sẽ là 50k trên một chai như này nhá, 50.000 trên một chai như này. Đó, hàng thì rất là hữu ích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái kéo cắt tôn nhá. Các bác lên cho em là kéo tôn trợ lực, con này thì các bác dùng để mình cắt tôn này, hoặc là cắt các cái bề mặt khác, các cái tôn sắt thép đều ok hết nhá. Khi các bác cắt thì con này lưu ý các bác là nó rất là dễ cắt, thì vì cái phần mà mình cắt ấy thì nó sẽ là cái phần miếng tôn nó sẽ nằm ở bên dưới bàn tay như này. Dưới bàn tay này thì con này nó là nghiêng 45 độ, cho nên khi các bác cắt nó rất là an toàn và yên tâm. Đó, không sợ bị cái miếng tôn nó cắm vào tay, và có trợ lực nhá. Cái này nó có trợ lực giúp cho các bác tăng cái lực cắt lên rất là tốt. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là, lên cho em là kéo tôn trợ lực nhá. Đấy, kéo tôn trợ lực này, kéo tôn trợ lực giá của nó sẽ là 160k nhá. 160.000 cho một em kéo tôn trợ lực như này. 160.000 các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái con dao vàng này. Các bác lên cho em là dao vàng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái con dao vàng như này. Hàng siêu sắc bén cho các bác luôn, hàng nội địa của Nhật nhá. Lên mã giúp cho em là dao vàng. Giá đợt này về cho bác giá chỉ còn là 30.000 cho một con dao vàng như này thôi. Giá sẽ là 30k. Đó. Lên mã giúp cho em là dao vàng, giá sẽ là 30.000 nhá. Dao vàng này, đợt này về giá siêu tốt cho bác luôn. 30k cho một con dao vàng như này. 30.000 cho một con dao vàng như này nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng siêu bén luôn các bác này. Đấy. Hàng siêu bén luôn. Đây em sẽ test dọc giấy cho bác xem nhá. Lên mã giúp cho em là dao vàng các này. Con này thì các bác dùng để thái gọt hoa quả này. Đấy, hàng nội địa của Nhật thủ công nhá, cực kỳ là bén, và giá thì lô này về giá sẽ là siêu đỉnh cho các bác luôn. Chỉ có 30k cho một con dao vàng như này thôi. Các bác lên tiêu là dao vàng nhá. Giá của nó sẽ là 30.000 cho bọn em dao vàng như này. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái ép tỏi các bác nhá. Qua lên mã giúp cho em đó là ép tỏi này. Lên mã giúp cho em là ép tỏi này. Đấy, thì con này nó sẽ là một con ép tỏi hàng thương hiệu Winling của Đức đây. Đấy, hàng thương hiệu Winling của Đức như này. Và đây thì nó sẽ là một con ép tỏi đặc, hàng inox 304 đặc như này. Rất là dày dẫn chắc chắn nhá. Con này đặc, rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác là một cái đầu như này, và nó sẽ có dập lỗ như này các bác này. Các bác chỉ cần ấn vào này cho em là xong. Ấn này là khi mình ấn thì cái phần tỏi nó sẽ lồi, nó sẽ bị nghiến nát hết luôn nhá. Nghiền nát hết luôn, và cái đầu này thì nó sẽ giúp cho các bác là, nó sẽ giúp cho các bác là khi mà mình ép ấy thì nó sẽ rất là sạch và vệ sinh cũng rất là dễ, tại vì nó có cái phần này nó đẩy lồi ra hết rồi. Nó sẽ đẩy hết ra cái nhân luôn. Đấy, vệ sinh rất là ngon và nó là hàng đặc nhá. Lên thì ép tỏi, lên cho em là ép tỏi, giá của nó sẽ là 100.000 cho con ép tỏi như này nhá. Đấy, giá rất là tốt cho bác luôn. Đợt này về lên cho em là ép tỏi, giá sẽ là 100k nhá. 100k cho một cái mã ép tỏi như này. Giá sẽ là 100.000 cho một con ép tỏi như này. Tiếp theo thì em về cho bác cái nạo của Đức nhá. Nạo của Đức đây. Thì đây nó sẽ là nạo tròn của Đức này. Các bác lên cho em là nạo tròn của Đức này. Đấy, nạo tròn của Đức thì con này giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là nạo tròn nhá. Nó sẽ có hai mặt này. Một mặt là nạo sợi và một mặt là nạo vỏ này. Và các bác có thể lướt đi như này. Đấy, lên cho em là nạo tròn của Đức nhá. Nạo tròn của Đức giá của nó sẽ là 50.000. Đó, cái con Kaiso này bao nhiêu? Lên cho em là nạo tròn Đức này. Đó. Lên cho em là nạo tròn Đức nhá. Giá của nó sẽ là 50k này, 50k cho con nạo tròn Đức như này. Con này thì nó sẽ có hai phần, một phần là nạo vỏ và một phần là nạo sợi này. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái nạo của Nhật đây. Thì con này các bác lên cho em là nạo Kaiso của Nhật nhá. Hàng đặc này, Japan con này. Đấy. Lên cho em là nạo Kaiso nhá. Con này thì nó sẽ là một cái nạo cực kỳ là xịn luôn các bác ơi. Rất là ngon nhá. Đấy, rất chắc chắn, thân đặc như này. Hàng của Nhật, Kaiso đây. Lên cho em là nạo Kaiso của Nhật nhá, nạo Kaiso. Giá sẽ là 45.000. Đấy, lên cho em là nạo Kaiso này. Kaiso, giá của nó sẽ là 45k.
45k cho một con nạo Kaiso như này nhá, 45.000. Con này của nó thì khá là đẹp luôn, dày dẫn đặc và chắc chắn, các bác dùng để mình nạo thì rất là ok. Lên cho em là nạo Kaiso nhá, nạo Kaiso giá sẽ là 45.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khóa phanh đĩa nhá. Các bác lên cho em là khóa phanh đĩa, con này thì rất là tiện, nó sẽ bao gồm cho bác là một cái khóa như này. Một cái khóa như này và về nhà các bác chỉ cần là đấy, sử dụng thôi, rất đơn giản, các bác chỉ cần là mở ra như này, sau đó thì lúc nào mình khóa phanh đĩa thì mình sập vào cái phanh đĩa, sau đó thì mình sập lại như này cho em là xong. Đó, nó rất là tiện. Thì khi mà con này các bác có thể bỏ chìa vào trong túi hoặc đeo vào móc khóa, còn con khóa này thì nó cũng rất là nhỏ và nó là hàng khóa đặc nhá. Khóa của nó là khóa đặc cho nên là các bác dùng nó rất là chắc chắn và trộm thì không thể bẻ được, không thể cắt được cái khóa này. Và các bác khóa vào cái phanh đĩa cho em là chấm hết luôn. Đó, lên cho em là khóa phanh đĩa. Bao nhiêu nhỉ? Bao nhiêu? Lên cho em là khóa phanh đĩa, giá của nó sẽ là 55.000 nhá. 55.000 cho một em khóa phanh đĩa như này thôi, rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng trong các cái công việc hàng ngày, đặc biệt là chống trộm, tình trạng trộm cắp rất là nhiều. Các bác nên khóa vào cho em cho nó an toàn nhá. Đấy, khóa phanh đĩa 55k nhá. 55k cho mấy em khóa phanh đĩa như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái búa lùn của Nhật nhá. Các bác lên cho em là búa lùn của Nhật này. Con này thì của nó sẽ là hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật đây, hàng bãi Nhật chưa qua sử dụng nhá. Đấy, lên cho em là búa lùn của Nhật nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 80.000 cho một con búa lùn như này. Đấy, 80.000 cho một con búa lùn như này thôi. Nặng của nó sẽ là 2 lạng rưỡi, giá sẽ là 80k nhá. Lên cho em là búa lùn này, búa lùn, giá của nó sẽ là 80.000 cho một em búa như này. Em này thì các bác có thể dùng để mình sử dụng thường ngày cũng rất là ok, nhỏ gọn, tiện ích. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 12-13 cm. Đấy, và nặng là 2 lạng rưỡi, dùng để đóng rồi nhổ đinh rất là ok. Lên cho em là búa lùn hàng nội địa của Nhật nhá, giá thì sẽ là 80k. Đấy, hàng made in Japan này, 80.000 cho con búa lùn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái thìa của Đức các bác nhá, thìa của Đức đây. Thì các bác lên cho em là thìa Winling của Đức nhá, thìa Winling của Đức như này. Giá sẽ là 30k một chiếc, hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp rồi, siêu dày dẫn và chắc chắn luôn. Siêu dày dẫn chắc chắn các bác nhá. Đấy, lên cho em là thìa Winling của Đức nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 30.000. 30.000 cho một con thìa Winling của Đức như này. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có về cho bác cái thìa của Nhật này. Thìa của Nhật thì con này giá sẽ mềm hơn một chút nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 15.000 cho một chiếc nhá. 15.000 cho một chiếc như này. Hàng này của nó cũng là rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Các bác có thể dùng để ăn sáng này, ăn phở, ăn bún này, hoặc ăn cơm, ăn cháo đều được hết nhá. Cho trẻ em cán dài, rất sạch sẽ. Giá thì sẽ là 15.000 cho một chiếc thìa bạc như này. Cái này quá lên cho là thìa bạc, giá sẽ là 15k và mua 10 tặng 1 nhá. Đấy, lên cho em là thìa bạc này. Thìa bạc, giá của nó sẽ là 15k một chiếc và mua 10 thì sẽ được tặng 1 nhá. Lên cho em là thìa bạc 15.000 một chiếc. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chai xịt RP7 các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là xịt RP7 này. Con này thì các bác chuyên dùng để mình xịt vào các cái vị trí như là bị khởi động lại động cơ bị thấm ướt này, làm ngưng lại tiếng kêu phát ra từ các vật liệu bị cọ sát này, bôi trơn với công thức cải tiến này. Hàng này của nó sẽ là hàng của Australia nhá. Australia các bạn này. Đấy, hàng của Australia và giá sẽ là 35k. Lên cho em là xịt RP7 35k một bình như này nhá. 35k trong bình xịt RP7 này. Lô này thì nó sẽ được tặng thêm 25g nữa, lô hàng mới về. Tiếp theo thì các bác lên cho em là sơn inox nhá. Cái này thì các bác để mình sơn lên các cái bề mặt mà tạo cái gọi là giúp cho các bác khi mà mình sử dụng ấy thì nó chống ăn mòn nhá. Đặc biệt là các bác dùng ở ngoài biển này. Đấy, các bác chỉ cần xịt lên này cho em này. Đấy, nó sẽ là một cái lớp sơn phủ như này. Đấy, sơn inox phủ lên như này thì nó sẽ chống ăn mòn rất là tốt luôn. Và giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 80k cho một cái chai sơn inox như này nhá. Các bác lên cho em là sơn inox nhá, sơn inox. Giá của nó sẽ là 80.000 nhá, sơn inox, giá sẽ là 80.000. Chống ăn mòn này, chống rỉ sét này. Đấy, inox 318 nhá. Đây, inox 318 các bác này. Chống ăn mòn, chống rỉ sét cực kỳ là tốt luôn. Và giá thì chỉ có 80k cho một lọ như này thôi. Lên theo là sơn inox, giá sẽ là 80.000 thôi nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái các bác lên mã giúp cho em đó là vít đen trợ lực nhá, vít đen trợ lực. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái đầu vít trợ lực như này, một cái tay vít trợ lực như này, và kèm thêm cho các bác nữa là 6 cái đầu vít, 6 cây vít với 12 đầu khác nhau nhá. 1 2 3 4 5. Đấy, 2 4 6, 6 cây vít với 12 đầu khác nhau.
Và con này thì có tính năng trợ lực nhá, có tính năng trợ lực. Đây. Qua lên cho là vít đen trợ lực này. Cái này thì các bác có thể cho dài ngắn tùy theo nhu cầu mục đích của mình. Có xoáy nhanh nhá, có xoáy nhanh, có đảo chiều nhá. Xoáy nhanh đảo chiều các kiểu con đà điểu luôn và có trợ lực luôn. Thì các bác dùng nó rất là ok nhá. Đấy, dùng nó rất là ok luôn. Lên cho là vít đen trợ lực. Giá thì lại rất là hợp lý các bạn, chỉ có 60.000 cho một cái bộ vít đen trợ lực này thôi. 60k này các bác nhá. Đấy, giá thì siêu rẻ cho các bác rồi. Chỉ có 60.000 thôi, các bác có thể dùng để mình sử dụng lặt vặt trong gia đình và làm thợ làm nghề được tất, tại vì cái này nó cũng rất là nhiều các cái đầu vít khó, đầu vít khác nhau nhá. Hoa thị, mũi khế, lục giác các kiểu con đà điểu luôn. Giá sẽ là 60k nhá. Lên cho là vít đen trợ lực nhá. Vít đen trợ lực giá sẽ là 60.000. Đó. Vít đen trợ lực này, vít đen trợ lực giá sẽ là 60k. 60k một bộ vít đen trợ lực như này. Tiếp theo thì Nai Bên Shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái khóa chống trộm nhá. Quay lên cho là khóa chống trộm. Ở đây thì nó sẽ là một cái khóa mà nó sẽ có tiếng kêu nhá. Có tiếng kêu các bạn. Đây. Ở đây nó sẽ có cho các bác là tiếng động phát ra, thì khi các bác sử dụng thì nó rất là an toàn. Đấy, các bác dùng để khóa cổng, khóa cửa nhà các bạn, rất là tiện luôn. Đấy thì rất đơn giản thôi. Đấy thì các bác sử dụng thì mình cái này nó sẽ có sẵn pin cho các bác luôn nhá. Đấy, chế độ bình thường thì nó sẽ không không kêu nhá. Đấy. Không, cho bọn nó đi với ấy thôi. Các bác lên trên là khóa chống trộm nhá, giá của nó sẽ là 80.000 các bạn. Đấy, đây các bác này. Các bác đảo chiều đi. Hả? Có một cái hả? 80.000 các bác đảo chiều thì nó sẽ không kêu nhá, và các bác cho đảo chiều ngược lại nó sẽ kêu này. Đấy, các bác thấy không? Đấy, chạm vào nó kêu. Đấy, thì rất là tốt luôn. Thì các bác có thể dùng để khóa cổng, khóa cửa nhà rất là ok nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là khóa chống trộm. Giá sẽ là 80k cho một cái khóa chống trộm như này. Đấy. Đấy, các bác nên sử dụng con này nhá, rất rất là an toàn tiện ích luôn. Lên cho là khóa chống trộm, giá của nó sẽ là 80k rồi, ok. Đấy, vừa rồi thì các bác được trải nghiệm chất âm của con loa chữ G các bác nhá. Bón đây. Đấy, của con loa chữ G cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000 nhá, 260.000 và bao ship cho con loa chữ G như này. Đấy, con này thì hàng cực kỳ chất lượng cho các bác rồi. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Con này thì nó sẽ có tính năng là sạc sạc nhanh cho điện thoại nhá, nhưng mà khi các bác sạc thì nhớ phải cắm dây sạc cho em. Đấy, tức là nếu muốn sạc cho điện thoại thì đây nó sẽ có tính năng sạc nhanh ở đây. Thì nếu các bác muốn sạc thì cắm cho em cái dây sạc vào thì nó mới sạc nhanh được, còn bình thường thì các bác chỉ dùng để nghe nhạc được thôi. Đấy, chỉ dùng để nghe nhạc được thôi các bác nhá. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 nhá, 260.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là loa chữ G nhá, loa chữ G này. Loa chữ G, giá của nó sẽ là 260k. Và bao sim tận nhà cho các bác cho một con loa chữ G như này nhá. Giá sẽ là 260.000, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái siêu phẩm, đó là cái Châu Hiền Hòa.
Vâng, vừa rồi thì các bác đã được thưởng thức chất âm của con loa gỗ dài nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 270.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là loa gỗ dài, con này chiều dài của nó thì vào khoảng là 40 cm, chiều rộng 10, cao 10 và chất âm của nó thì cực kỳ là hay và đàm thắm các bác nhá. Đấy, các bác nghe cái chất âm của nó cực kỳ là chất luôn. Con này của nó thì nó sẽ có cho các bác là cắm USB này, cắm thẻ nhớ và cắm jack 3.5 và có một chân sạc vào kèm cho các bác một cáp sạc nữa. Đấy, vỏ của nó là vỏ gỗ cực kỳ chất lượng như này. Hàng đẹp, chất âm nha, hay, trong trẻo và mượt mà các nhá. Đấy, và nó sẽ có hai loa như này rất chất lượng cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là loa gỗ dài. Giá nó sẽ là 270.000. Các bác lên cho em là loa gỗ dài, giá sẽ là 270.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là loa gỗ dài nhá. Đó. Loa gỗ dài này, loa gỗ dài, giá của nó sẽ là 270k nhá. 270k và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác kiểm tra, test thử và thanh toán rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các nhá. Hàng đến từ thị trường Đức các bác này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany thôi nhá. Design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó, design in Germany thôi này. Đó, in Germany hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi, một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn thôi nhá. Đóng ngay cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này. Đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong. Còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhá. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó. Nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn mà chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy thôi nhá, nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dặn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếng rất là ok. Quay vuông viếc cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng các nhá. Đẹp sáng bóng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết các bác này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế cong cong luôn các bác nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì
đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là, con này thì dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác nhá. 4 lít. Đấy, con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bác. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đây. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào nấu rồi luộc gà, luộc vịt, con này qua kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến với con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy, đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này, đó. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy, combo. Combo thì sẽ có cho các bác, đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các nhá. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung trước đàng hoàng các nhá. Đấy, vung trước đàng hoàng đây. Vung của nó đây các bác này. Con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo đến cái chảo này. Đấy, chảo đây các bác này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là, con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cả nhà cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món quá này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Hello, chào các bác nhé. Hôm nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục về một số mã hàng mới, thì em lại lên video để tranh thủ gửi tới quý bạn và các vị. Cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác kiểm tra cùng với ship cho em và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng có nhá. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải lâu chờ đợi. Các số online của bên em các bác có thể liên hệ các bác nhá. Đó. Rồi em sẽ đi vào chi tiết luôn. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái lô máy xay các bác nhá. Máy xay hàng của thương hiệu Osaka các bác này. Đây. Osaka Japan, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho anh em nhá. Đấy. Hàng của thương hiệu Osaka. Bên shop bán thì con này thì giá về cho anh em giá cực kỳ tốt luôn. Đấy. Một con máy xay như này nhá. Đây, một con máy xay như này. Hàng của thương hiệu Osaka nhá. Osaka Japan, con này thì hàng Nhật xuất, nó sử dụng điện 220V. Công suất của nó sẽ là 1800W nhá. Đây. Điện 220V, công suất 1800W đây. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một đầu máy và một cái phần xay như này các bác này. Đấy, đây. Hàng của nó là hàng loại 1 cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Hàng loại 1, hàng to dày dẫn chắc chắn các bác nhá. Đây. Ở đây thì em nó có mấy viên đá khô này. Đấy, có mấy viên đá khô đây. Đây, để em sẽ xay thử cho bác xem luôn. Đá này là đá để tủ lạnh trong vắt các bác nhá. Đá để tủ lạnh trong vắt cho các bác luôn. Đấy. Đổ này vào đây. Dạ. Để tủ lạnh trong vắt luôn các bác nhá. Đó, đây. Thì các bác chỉ cần là đây em cho này. Đấy, chỉ cần là xay là xong thôi. Đây. Đấy, em sẽ cắm điện và xay trực tiếp cho bác xem luôn. Đây. Đây các bác nhá. Đó, đây. Đấy. Con này nó sẽ sử dụng điện 220 các bác nhá, điện 220. Đây em xay trực tiếp cho bác xem luôn này. Đây các bác xay nhá. Đó, đây các bác này. Đó. Cái này thì các bác cứ nhấp nhả cho em nhá, nhấp nhả cho em. Nhấp nhả cho em các bác. Đó. Rồi cái này em xay xong rồi tí nữa em sẽ làm hộp sữa chua đánh đá luôn các bác nhá. Đó. Làm hộp sữa chua đánh đá luôn. Ok các bác, đã xay xong, rất ngon lành luôn. Đây. Đấy, giòn giếc của nó rất khít nha, nước là không thể ra vào được các bác nhá. Đây. Giòn của nó rất khít luôn này. Đấy. Đá xay ra mịn như tuyết luôn các bác nhá. Đây, mịn như tuyết luôn các bác này. Đó. Đây. Đấy các bác thấy không? Đây.
Cối xay không hề hấn gì đâu nhá. Cối xay thì không hề hấn gì luôn. Đá xay ra rất là mịn luôn đây các bác này. Đó. Rất ngon luôn nhá. Đấy có thấy không? Đây. Đấy. Cái này thì các bác xay ra các bác làm sinh tố này, rồi làm xay thịt, xay gà, xay cá này, làm kem này, rồi nói chung là muốn làm cái gì làm. Nói chung nó rất là ok luôn các bác nhá. Đấy. Máy của nó thì rất đẹp, rất nhỏ gọn nhá. Đây. Lưỡi không hề hấn gì các bác nhá. Lưỡi không hề hấn gì này. Đó, lưỡi xay đá nhưng mà không có hề hấn gì luôn. Các bác thấy không? Đấy. Đá là một loại kinh khủng rồi. Đấy, rắn như đá mà. Đấy, thế mà xay rất là nhuyễn luôn các bác nhá. Đây. Máy của nó đây các bác này. Dùng rất là ngon luôn. Công suất của nó là 1800W, sử dụng điện 220V. Đó, ok chưa? Các bác lên mã giúp cho em là máy xay Osaka nhá, máy xay Osaka. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một con máy xay Osaka như này. Giá của nó sẽ là, lên cho em là máy xay Osaka nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 100 mấy nhỉ? Máy xay Osaka nhá. Đây, máy xay Osaka này. Giá của nó sẽ là 160k thôi nhá, 160k cho con máy xay Osaka này các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là máy xay Osaka, giá của nó sẽ là 160k thôi nhá, 160.000 cho con máy xay Osaka này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô đá cắt các bác nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là đá cắt này. Đấy. Đá cắt thì dòng này bên shop đang về đó là cái dòng đá của Nhật các bác nhá, đá của Nhật. Đấy. Nó thuộc là dòng đá đỏ cao cấp của Nhật. Con này các bác cắt thì cực kỳ là ngon luôn các bác nhá. Cắt rất là ngon luôn. Đấy. Đây. Hàng của thương hiệu Lion các bác này. Hộp của nó là 50 viên các bác nhá. Đây. Hàng của Lion này, đá của Nhật siêu chất lượng cho bác luôn. Đây. Các bác nhá. Đó. Đá đỏ của Nhật các bác nhá, cắt cực kỳ là ngon luôn. Đây, đấy. Thì dòng này thì nói chung là các bác biết rồi. Đấy. Đá thì nó sẽ có là đầu tiên là đá đỏ này. Đấy, đá đỏ, sau đó thì là đến đá xanh và đá vàng là kém nhất nhá, cho nên các bác mua thì phải mua loại đá đỏ này nhá. Đấy. Cái đá đỏ này thì bên shop đang gửi tới. Các bác lên mã giúp cho em là đá lưỡi cắt đỏ nhá, lưỡi cắt đỏ. Lên cho em là lưỡi cắt đỏ nhá. Lưỡi cắt đỏ này. Đấy, lưỡi cắt đỏ. Còn lưỡi cắt đỏ này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá của nó sẽ là 7k trên một viên, 7k trên một viên nhá. Đó. Còn mua, còn các bác mua mua một cái hộp mà hộp 50 viên thì giá của nó sẽ là 220k và bao ship nhá. Đấy, 50 viên đây. Hộp này của nó là 50 viên này. Còn em bán lẻ thì 7k một viên và bán từ 5 viên trở lên. 7k đấy trên một viên và bán là 5 viên nhá, 5 viên. Đấy, còn các bác mua cả hộp này nhá. Mua cả hộp thì giá của nó sẽ là 220.000, 220k và bao ship. Hộp này của nó sẽ là 50 viên nhá. Đấy, một hộp này của nó là 50 viên này. Hộp của nó là 50 viên các bác nhá. Đấy, 50 viên. Còn các bác mua một nửa hộp như này là 25 viên. 25 viên thì giá của nó sẽ là 130.000 nhá, 130k. Đó. 25 viên thì giá của nó sẽ là 130.000 các bác nhá. 130.000. Đấy. 130.000 cho 25 viên như này. Đấy. 25 viên. 25 viên thì sẽ là 130k nhé. Đấy, còn các bác lấy cả hộp thì chỉ có 220.000 thôi. Đấy, lấy cả hộp là 50 viên, giá là 220.000 và bao ship nhé. Nói chung là lấy cả hộp cho nó rẻ các bác. Đằng nào các bác cũng dùng, dùng những cái đá này cắt cực kỳ là ngon luôn nhé. Đây, cái mên lưới của nó rất là dày các bác này. Mên lưới của nó rất là dày như này. Khi các bác cắt thì không sợ bị vỡ, bị đứt mà nó rất là bền. Các bác cắt nó rất là bền lưỡi nhé, rất bền lưỡi luôn. Dùng cực kỳ ok luôn, rất bền lưỡi các bác nhé. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ tốt luôn. Đó, 7k trên một viên này, bán từ 5 viên trở lên. Đấy, lên cho em là lưỡi cắt sắt nhá. Lưỡi cắt sắt inox nhá. Đấy, lưỡi cắt sắt inox hoặc lưỡi cắt đỏ nhá. Ok chưa? Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác đó là cái hút bụi ống thôi nhá. Các bác lên cho em là hút bụi ống đây. Đấy. Con này thì một con hút bụi ống như này. Bên shop đang gửi tới các bác một con hút bụi ống như này, giá của nó sẽ là 226 à. Phương. Lên cho em là hút bụi ống nhá. Đó, hút bụi ống này, đấy, hút bụi ống. Con này đang bán là 270k. Về cho bác giá còn 260k cho con hút bụi ống này nhá. Lên trên là hút bụi ống này, 260k thôi nhá. Đó. Đây, sản phẩm sẽ bao gồm một đầu một máy hút như này nhá. Đấy, con này chạy bằng pin. Chạy bằng pin, rất là khỏe luôn con này. Đó. Đấy, chạy bằng pin rất khỏe luôn. Đó, ok chưa? Đây. Thì đây, em sẽ hút thử cho bác xem. Đây, có lắp cái đầu này vào này. Đấy, sau đó lắp cái ống này vào.
Đấy. Lắp ống này vào. Đây. Đây nha, đây là cái bát gạo này nha, đây là cái bát gạo này này, em sẽ hút cho bác xem này. Đấy, bác thấy không? Đấy. Cái bát gạo này mà cái đít này nó còn có cả nước này này. Đấy. Nó hút rất là ngon luôn các nhá. Đấy. Đấy ok chưa? Đó, rất là ngon luôn. Khi bác ấn ra chỉ cần nhả ra như này, sau đó thì mình lại đổ ra thôi. Đây, tháo cái lẫy này mình đổ ra. Đấy. Rất là ngon luôn nhá. Đó. Hút cực kỳ khỏe luôn các nhá. Đấy. Hút rất khỏe luôn, sau đó là các bác lại lắp cái tấm hút này lại này. Đấy. Hút cực kỳ là ngon luôn các nhá. Đây. Đấy các bác này. Đấy. Hút rất khỏe luôn này, các bác hút bụi rồi côn trùng rồi nói chung là đấy, bụi rồi côn trùng rồi nói chung là vi khuẩn này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Đấy. Các cái ngóc ngách nhá, rất là ngon luôn. Đó, ok chưa? Đấy, hút cực khỏe luôn. Đây. Lên mã giúp cho là hút bụi ống nhá. Đấy, hút bụi ống. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một con hút bụi ống như này. Giá của nó sẽ là 260.000 nhá. 260k. Đấy. Hàng cực kỳ chất lượng, hút cực kỳ ngon luôn. Cái này nó bằng vải các bác có thể giặt được nhá. Bằng vải các bác có thể giặt được rất ngon lành luôn. Giặt rũ ngon lành cho bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực tốt luôn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là hút bụi ống nhá. Hút bụi ống, giá của nó chỉ có 260.000 thôi. 260.000 cho con hút bụi ống này coi nhá, rất tiện dụng luôn. Đó. Đây các bác chỉ cần lắp vào này xong này. Sập cái này vào này. Đấy. Đấy, ok chưa? Đây nó có cả đèn báo luôn này. Có cả đèn báo luôn, hút rất khỏe nhá. Ngoài ra các bác có thể thay đầu nhá. Đấy, ví dụ như cái chỗ nào mà cần phải dùng chổi lông. Dùng chổi lông thì các bác lắp cái chổi lông này vào cho em này. Đấy, lắp cái đầu chổi lông này vào để mình hút này. Đấy, đây. Đây các nhá. Đó. Các bác có thể là lắp cái đầu chổi này vào. Đây. Đấy, lắp cái đầu này vào này. Mình hút trực tiếp này. Đấy, hút theo cái đầu này cũng được này. Hoặc là các bác lắp cái đầu chổi lông này vào này. Đấy. Lắp cái đầu chổi lông này vào. Đây. Đấy. Đấy, lắp cái đầu chổi này vào, hút trực tiếp này. Đấy, các bác hút thả một chiếc, vừa hút các bác vừa kỳ cọ này vừa hút đi theo này. Đấy nhá. Đấy, nói chung là con này nó chạy rất là khỏe luôn. Giá cực tốt các bác nhá. 260.000 cho một con hút bụi nha. Đó. Con này thì nó chạy bằng pin nhá, chạy bằng pin mà các bác cắm sạc đây. Đấy, có tặng kèm các bác một cái dây sạc như này nhá. Ok chưa? Đó, giá cực tốt cho bác luôn. Đó, giá rất tốt cho bác nhá. Lên cho em là hút bụi ống nhá. Giá của nó sẽ là 260.000 cho con hút bụi ống này. Bao ship cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác, đó là cái đây. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là cái thanh cài dao các bác này. Đây, một con thanh cài dao cực kỳ chất lượng như này. Đấy. Các bác lên đã giúp cho em là thanh cài dao nhá. Đấy. Con này thì nó rất là tiện rồi, để cho các bác dùng trong cái gian bếp nhà mình thôi. Đấy. Phòng bếp, phòng bếp đây là các bác dùng con này cho em là rất là ok luôn. Đó. Đây con này nó rất tiện luôn các bác nhá. Lên mã giúp cho em là thanh cài dao các nhá. Đó. Chiều dài của nó sẽ là đi đây. Con này nó dài là đi khoảng 40cm các nhá. Đấy, dài khoảng 45cm. Đấy, hàng bằng inox 304 nhá, inox 304. Sáng bóng đẹp và chắc chắn cho bác luôn. Đấy, lên cho em là thanh cài dao nhá. Đấy, thanh cài dao. Đó. Thanh cài dao này. Dài là 45cm nhá, 45cm. Đó, con này dài là 45cm như này. Các bác về các bác chỉ cần dắt dao vào đây thôi. Đây ví dụ đây là con dao này, đây là con dao nhỏ nhất này, em dắt vào này. Đó, nó sẽ như này nhá. Đấy, dắt vào nó sẽ như này. Nó sẽ có tới 1 2 3 4 ngăn, 4 ngăn và chiều dài của nó sẽ là 45cm. Các bác tha hồ dắt dao rất là thoải mái luôn. Còn đồ đạc các thứ cái gì xoong nồi hoặc là cái gì treo được thì các bác treo lên đây cho em. Nói chung nó rất là tiện nhá. Lên mã giúp cho là thanh cài dao nhá, thanh cài dao. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con thanh cài dao như này. Giá của nó sẽ là 100k nhá. Đấy. 100k cho con thanh cài dao như này nhá. Các bác lên cho em là thanh cài dao, giá của nó sẽ là 100.000 các nhá. 100.000 cho con thanh cài dao này. Ok chưa các bác ơi? Giá cực tốt luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác, đó là cái con máy xay này các bác nhá. Máy xay Osaka là con máy xay cối xay inox 2 lít này các bác này. Đấy, lên cho em là cối xay inox nhá. Cối xay inox, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Rồi em sẽ test thử sản phẩm cho bác xem luôn. Ok. Theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái miếng dán ngải cứu các bác nhá. Các bác lên xem là miếng dán ngải cứu. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi. Đấy. Một hộp này của nó sẽ bao gồm là 12 miếng nhá. Đấy, một hộp này sẽ bao gồm là 12 miếng trong một cái bịch như này. Đấy, 12 miếng đây. Và cái này của nó thì nó sẽ là độ nóng rất là cao luôn. Và các bác bóc ra. Đấy. Các bác nóng rất là cao luôn. Các bác bóc ra sau đó thì các bác dán lên các cái khu vực. Ví dụ như là
cổ vai gáy các bác nhá. Đây, cái này thì nó chuyên trị đau mỏi cổ vai gáy, đau dây thắt lưng. Đấy các bác nhá. Đấy. Nó là được chiết xuất từ ngải cứu và một số các loại thảo dược khác. Hàng thì sẽ là hàng cực kỳ chất lượng, bảo hành cho bác luôn, độ nóng cực kỳ cao luôn, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, lên cho em là miếng dán ngải cứu nhá. Đó. Miếng dán ngải cứu em bán có khách lấy cả 20 hộp luôn. Đó. Miếng dán ngải cứu này. Chuyên trị cho các bác bị đau nhức xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau dây thắt lưng, đau dây thần kinh. Đấy. Giá sẽ là 30k trên một hộp 12 miếng nhá. Đấy. 30k trên một hộp 12 miếng. 30k các bác nhá. 30k một hộp như này. Đấy. Về nhà các bác đau đâu thì các bóc ra dán vào đấy cho em. Đó, độ nóng của nó rất là cao. Các bác có thể chuyển khi mà cảm thấy nó nóng quá nhá. Đấy, nóng quá các bác có thể chuyển chỗ khác được. Độ dính của nó rất là tốt luôn. Đó. Đau dây thắt lưng, đau mỏi vai gáy, đặc biệt cái này nó trị đau mỏi vai gáy rất là tốt luôn nhá. Đau mỏi vai gáy các bác về các bác bóc và dán vào cho em. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con massage 16 bi nhá. Massage 16 bi mỗi bên nó sẽ có 8 viên bi. Tổng của nó sẽ là 16 viên bi như này. Đó. 16 viên bi và đây nó sẽ có nút nguồn này. Đấy. Cái này thì nó sẽ có cả tia hồng ngoại luôn. Con này thì nó sẽ dùng đa di năng. Các bác dùng để massage cổ, vai, gáy, lưng. Lưng thì các bác có thể ngồi mình để thẳng cái này mình dựa lưng mà được. Chứ còn nằm lên thì em sợ nó sẽ bị yếu. Đấy, nằm lên thì cái sức nặng của người thì nó sẽ không chạy nổi. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 1, 2, 3, 4, 5. 5 chế độ nhá. Đấy, mỗi chế độ thì nó sẽ chạy một kiểu khác nhau các bác. Đó, đây. Mỗi chế độ nó sẽ chạy một kiểu khác nhau các bác nhá. Đó. Đấy, thì tùy theo cái chế độ để nó sẽ chạy, nó sẽ đảo bi để nó massage cho cơ thể các bác nhá. Đó. Và khá là tiện dụng luôn. Công tác công tiếc thì rất là ngon. Đấy các bác nhá. Đó. Của nó thì nó sẽ là bằng một cái lớp vải bóng như này khi mình dùng. Đấy, và cái này thì nó sẽ là một cái dạng là gel, dạng là vải cước mềm nhá. Đấy, khi các bác dùng massage nó khá là tốt luôn. Mỗi bên của nó sẽ có tới cho các bác là 8 viên bi, tổng là 16 viên bi. Đấy, lên cho em là massage 16 bi nhá. Đó. Massage 16 bi. Giá thì sẽ là 290k và bao ship cho cái massage 16 bi như này nhá. 290k và bao ship cho cái massage 16 bi như này. Các bác lên cho là massage 16 bi. Rồi, ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô đó là cái bóng đèn 5 cánh các bác nhá. Đấy, bóng đèn 5 cánh. Con này thì hàng bên shop bán khá là nhiều rồi. Công suất của nó thì nó sẽ là 100W cho con bóng đèn 5 cánh như này. Đấy, đèn gấp 5 cánh như này. Đấy. Dòng này của nó thì nó cũng khá là sáng các bác nhá, khá là sáng. Đấy. Các bác lên cho em là đèn 5 cánh nhá, khá sáng luôn. Đây. Đấy, đèn 5 cánh, khá sáng luôn các bác. Công suất của nó sẽ là 100W các bác nhá. Đấy, 100W đây. Nó sẽ có 5 cánh như này. Đấy, đây. Công suất 100W này. Đấy. Công suất 100W. Con này thì nó sẽ là điện 100 đến 240V. Cho nên các bác sử dụng điện 220 thoải mái, tại vì các cái dòng LED như này thì nó không hạn chế về các cái công suất. Đây các bác nhá. Khá là sáng luôn các bác. Đấy. Rất sáng các bác. Đấy. Lên cho em là đèn 5 cánh nhá. Giá thì chỉ có 120.000 cho con đèn 5 cánh này thôi. Đó. Giá bên shop đang gửi tới các bác giá siêu hạt rẻ luôn. Đó. Siêu hạt rẻ cho các bác luôn nhá. Đấy. Một con đèn 5 cánh chất lượng như này. Đấy. Đèn 5 cánh chất lượng như này nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000. Các bác có thể gấp gọn mà được luôn nhá. Gấp gọn mà được luôn, rất là tiện. Đó. Gấp gọn mà mở ra nó rất là tiện. Đuôi của nó thì nó sẽ là đuôi phổ thông. Đuôi xoáy E27 rất là phổ thông luôn. Đó. Lên cho em là đèn 5 cánh nhá. Đó, đèn 5 cánh. Đèn 5 cánh này, giá của nó sẽ là 120k. 120k cho con đèn 5 cánh này. Đấy. Giá khá là tốt để phục vụ các bác nhá. Đó, giá khá là tốt luôn. Đó, lên cho em là đèn 5 cánh, giá sẽ là 120k các bác nhá. Đó. Rồi, ok. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thắt lưng cá sấu vàng các bác nhá. Cá sấu vàng đây. Một bộ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là một thắt lưng như này. Đó, một thắt lưng như này. Đấy. Mặt hình cá sấu rất là đẹp luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý nhá. Đấy. Cá sấu đựng trong hộp vàng như này cho nên là bên em gọi nó sẽ là cá sấu vàng. Rất là đẹp luôn. Đó, rất đẹp luôn. Đấy. Giá thì chỉ có 140.000 cho một cái thắt lưng cá sấu vàng như này thôi. Đó. 140k có nhá. Đấy. Lên mã cho em là cá sấu vàng có đây. Rất là đẹp luôn. Đấy. Mặt dây này, đấy, màu sắc rất đẹp luôn các bác nhá. Đó. Khóa thì cực kỳ là ngon và dây cũng cực kỳ là ngon luôn. Đấy. Thắt lưng cá sấu vàng, khóa lên cho là thắt lưng cá sấu vàng nhá. Khóa kiếc của nó khá là ngon luôn các bác này. Đó, khóa rất là ngon luôn. Và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn nhá. Đấy. Siêu hạt rẻ cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là cá sấu vàng các bác nhá. Đấy.
lên mã cho em là thắt lưng cá sấu vàng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000 cho con thắt lưng cá sấu vàng như này, rất đẹp có nhà hàng đựng trong hộp rất đẹp luôn, các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà. Đấy, lên cho em là cá sấu vàng nhá. Đấy, cá sấu vàng đó, cá sấu vàng này giá của nó sẽ là 140k cho cái thắt lưng cá sấu vàng như này đó. Sản phẩm tiếp theo đó là cái thắt lưng dù Mỹ nhá. Đấy, tôi lên cho em là thắt lưng dù, nó sẽ dùng bằng dây dù như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu dép của Mỹ. Đấy, lên cho em là thắt lưng dù Mỹ, hàng thương hiệu dép đây đó. Con này thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là hạt rẻ luôn đó, giá chỉ có vài chục nghìn thôi. Đây, dài của nó thì 1m1 nhá. Con này cơ chế của nó hoạt động thì cực kỳ đơn giản, các bác chỉ cần đẩy vào như này, sập cái lẫy này vào là xong đó. Hàng thương hiệu dép này đó, hàng thương hiệu dép rất chất lượng cho bác luôn, chữ nổi luôn. Hàng này thì của nó sẽ là hàng của một cái công ty chuyên sản xuất đồ cho quân đội Mỹ nhá. Đây, đấy, quân đội Mỹ này, từ năm 1961 cơ các bạn. Công ty này của nó thì khá là lâu đời rồi nhá. Đấy, dép 1961 này. Đấy, AFS các bạn này, đó, khá là lâu đời nhá. Đấy. Và dòng này thì bên shop đang gửi tới các bác một con thắt lưng như này, giá của nó chỉ có 80k thôi. Các bác lên cho em là thắt lưng dù nhá. Đấy, thắt lưng dù. Đấy, nó làm bằng dây dù như này mà, bền vĩnh cửu luôn. Các bác dùng chán thì các bác vứt đi thôi, chứ chả bao giờ hỏng được cả. Kể cả những cái chốt trước của nó cũng đều là dạng chốt khá là cơ động, dùng cho quân đội cho nên là nó khá là cơ động luôn. Dây của nó thì dai. Đấy, nói chung là dùng chả bao giờ hỏng cả. Chán thì vứt đi, cũ quá thì vứt đi mua khác luôn. Mà giá thì nó gọi là quá bèo bọt rồi các bạn. Đó, 80k. Lên cho em là thắt lưng dù nhá. Đó, thắt lưng dù, giá của nó sẽ là 80k trên một chiếc này, 80k trên một chiếc như này các bác nhá. Đấy, lên cho em là thắt lưng dù. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái súng thư giãn các bác nhá. Súng thư giãn. Đấy. Con này thì bên shop đang bán là 200. Đấy, đợt này về cho bác giá là 180.000. Đấy, nhưng mà riêng trên video ngày hôm nay thì về cho các bác cái giá còn tốt hơn nữa. Đấy, giá của nó sẽ là 170k nhá. 170k cho con súng thư giãn như này. Lên cho em là súng thư giãn nhá. Súng thư giãn, giá của nó sẽ là 170k thôi. 170k cho con súng thư giãn như này, giá khá là tốt cho các bác sử dụng luôn. Giá này là giá tri ân các bác nhá. Đó, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu súng như này, một cái đầu súng như này, kèm thêm cho các bác là bốn đầu massage khác nhau, bốn đầu massage khác nhau. Con này chạy thì cực kỳ là khỏe luôn các bác nhá, chạy cực kỳ khỏe luôn. Đó, đây các bác, khi các bác bật thì giữ lì cho em, tắt bật là giữ lì các bác nhá. Và tăng giảm số thì mình cứ nhấn đều này sẽ tăng giảm số này, nó sẽ có 6 cấp độ này. Nó chạy khá là khỏe luôn nhá. Đó, chạy khá là khỏe luôn. Đấy, đây, đấm vào các cái bắp cơ các bạn này, rung cơ lên luôn các bác nhá. Đó, rung các bắp thịt lên luôn. Đó, các bác thấy không? Đó. Nói chung là con này giá 170.000 mua quá được các bạn. Các bác mua để cho biếu tặng làm quà hoặc là sử dụng trong gia đình nhà mình. À, bà đấm cho ông đấm cho bà, ông bà đấm nhau các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. 170.000 cho một con súng thư giãn như này. Lên mã cho em là súng thư giãn nhá. Đấy, con này trước em còn đang bán là 250.000 cơ, nhưng mà đợt này hàng nó về giá số lượng và về rất giá rất tốt cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ mũi khoan tháp các nhá. Đấy, các bác lên cho em là bộ mũi khoan tháp này. Bộ này của nó thì sẽ là 180.000 cho một hộp như này, bao gồm cho các bác là tới 5 mũi tất cả các nhá. Đấy, các bác lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp. Đấy, hàng thì của thương hiệu Unica của Nhật nhá. Đấy, 5 mũi to nhỏ lớn bé khác nhau, đầy đủ các kích thước các bác để các bác lựa chọn nhé. Đây, hàng thương hiệu Unica Japan con này, Unica Japan, hàng nội địa của Nhật. Con này thì các bác khoan sắt, khoan thép, khoan inox, khoan trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt đều ok hết nhá. Đấy, khoan sắt, khoan gỗ, khoan thép, khoan inox, khoan nhôm kính đều được hết nhá. Đó, giá thì chỉ có 180.000 cho bộ 2-4-5 mũi như này. Lên cho em là bộ 5 mũi khoan tháp nhá, hàng thương hiệu Unica Japan con này. Đấy, hàng nội địa của Nhật, giá thì sẽ là 180k. Lên cho em là bộ 5 mũi khoan tháp, bộ 5 mũi khoan tháp các bác nhá. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Các bác dùng thì bác nào là thợ làm nghề biết rồi, bắt buộc phải có cái này dùng nó mới tiện dụng và đa di năng được nhá. Lên cho em là bộ 5 mũi khoan tháp các bạn. Đó. Giá sẽ là 180k cho bộ 5 mũi khoan tháp như này. 180.000 các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa inox các bác nhá. Đấy. Lên cho em là đũa inox này. Đấy, đũa inox như này. Bao gồm cho các bác một hộp này sẽ là 5 đôi. 5 đôi nhá. Đấy, một hộp này sẽ là 5 đôi. 2 4
10, 2, 4, 6, 8, 10. 5 đôi đũa như này. Hàng đũa inox 304, hàng cực kỳ dày dẫn, không lo bị trơn trượt nhá. Đây Su 304 các bác này. Đấy Su 304, hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá. Hàng này thì của nó sẽ là hàng Đức xuất Nhật nhá. Hàng Đức xuất Nhật. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 55k. 55k cho một hộp đũa 5 đôi như này. 55.000 nhá. Giá quá rẻ luôn các bác. Đó, 55.000. Cho hộp đũa 5 đôi nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn sông tinh dầu đuổi muỗi nhá. Các bác lên cho em là đèn sông tinh dầu đuổi muỗi. Đó, đèn sông này. Đấy, tinh dầu này. Đuổi muỗi. Đấy, cái này thì nó đuổi muỗi đi hết luôn. Đuổi muỗi hoặc là muỗi có con thì nó sẽ bị dị ứng và nó chết các bác nhá, hoặc là đuổi nó đi. Đấy, đèn sông tinh dầu đuổi muỗi. Nó sẽ có cho các bác là hai lọ tinh dầu như này. Kèm theo các bác là hai lọ tinh dầu. Hàng này thì cực kỳ an toàn cho bà mẹ và trẻ em luôn. Đó, hàng này của nó xuất đi cả Ả Rập các kiểu đây các bác này. Đấy, chữ Ả Rập đây. Đó, an toàn cho bà mẹ và trẻ em nhá, chuyên để đuổi muỗi nhá. Đấy. Thì về nhà các bác xoáy cái lọ tinh dầu vào đây cho em. Xoáy cái nắp của lọ tinh dầu ra. Đó, sau đó thì mình xoáy vào đây. Các bác xoáy cho em cái nắp trắng này ra, bỏ cái nắp trắng này đi. Đó, các bác bỏ cái nắp trắng này đi, xoáy trực tiếp vào cái đèn sông tinh dầu này. Sau đó thì các bác bật lên cho em. Đó. Các bác cứ bật lên cho em. Đó, bật công tắc lên là nó sẽ tự hút tinh dầu nó đẩy ra nhá. Và con muỗi nó sẽ dị ứng, nó sẽ bay đi thôi. Đấy, hoặc là nó sẽ có con thì nó sẽ bị chết các bác nhá. Đấy, nhưng chủ yếu là muỗi nó sẽ dị ứng với cái mùi tinh dầu này và nó sẽ bay đi. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 các bác nhá. Không thể tin nổi luôn. Một đèn và hai tinh dầu như này mà giá chỉ có 80k thôi. Đó. Bên shop thanh lý được cái giá nó khá là tốt cho bác luôn. Đèn sông tinh dầu đổi muỗi. Giá của nó sẽ là 80k nhá. Đấy, 80k cho một cái bộ đèn sông tinh dầu đổi muỗi như này. Đó, giá rất hợp lý cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái bộ V46 nhá. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là V46. Đấy, một cái bộ này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là đâu đó vào khoảng là trên 40 chi tiết coi nhá. Trên 40 chi tiết cho một cái bộ như này. Đó. Trên 40 chi tiết và khá là đẹp luôn các bác nhá. Khá là đẹp luôn. Đấy. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 12 đầu vít này, 12 đầu vít khác nhau cộng với lại một tay công, một tay xoáy vít nhá. Tay này gọi là tay xoáy vít các bác này. Đấy, tay xoáy vít đây. Đấy, tay xoáy vít các bác có thể lắp mũi vít vào đây để mình xoáy này. Đấy, để mình xoáy tô vít này các bác này. Đấy. Hoặc là các bác có thể lắp cái đầu lục giác vào đây, lắp cả đầu lục giác vào đây cũng ok để mình xoáy cái đầu lục giác này, rất là ngon luôn nhá. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là cái tay xoáy nhanh này. Tay xoáy nhanh như này các bác chỉ cần sập này là xong. Đó. Sập này để mình xoáy này. Khá là ok luôn nhá. Đấy, sập này là xong. Đó, xoáy nhanh đảo chiều được luôn nhá. Con này cả xoáy nhanh cả đảo chiều được luôn, rất là ngon. Đấy. Nó sẽ có cả cho các bác là tay nối dài như này, kèm thêm cho các bác là cái tay, nó gọi là cái tay này nó sẽ là cái tay ngoằn nghèo này để các bác đưa vào vị trí khó này. Đấy. Một cái bộ vít như này mà giá là bao nhiêu các bác? Đây, chọn bộ sản phẩm như này, 12 đầu vít cho một bên là 24 đầu vít, 2 4 6 8 10, tức là 20 đầu vít này, 2 4 6 8 10 11, 22 cái đầu vít như này cộng với lại đầu khẩu từ 4 đến 14 này. Đấy, các tay công rồi tay nối dài như này. Chọn bộ sản phẩm như này. Các bác lên cho em là V46 nhá, V46. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 thôi. 130.000 cho bộ V46 như này. Giá siêu hạt rẻ luôn. Lên cho em là V46 này, giá sẽ là 130k nhá. Không thể tin nổi luôn. 130.000 cho một cái bộ vít 46 chi tiết như này. Lên cho em là V46, giá sẽ là 130k. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khay hấp bánh bao nhá. Khay hấp bánh bao này. Con này thì cũng khá là đa dụng luôn. Các bác có thể dùng để hấp bánh bao này, hấp đồ ăn này, hoặc là các bác dùng để đựng hoa quả cũng được. Đây. Đấy, đựng hoa quả rất là ok nhá. Đây nó dùng để đựng hoa quả này. Đó. Bên này thì nó dùng để hấp bánh bao này. Đó. Lên trang là khay hấp bánh bao, giá sẽ là 50k. Đó. Khay hấp bánh bao. Khay hấp này. Bánh bao. Bánh bao nhá, giá của nó sẽ là 50k cho cái khay hấp bánh bao như này, 50.000 thôi các bác nhá. Giá siêu tốt cho bác luôn, 50.000 cái khay hấp bánh bao như này. Giá rất là tốt cho bác luôn nhá. Đó. Giá rất tốt cho bác luôn. Đó. Rồi, ok. Hello, vâng là em Huấn Phạm này các bác nhá. Em đến từ La Sơn, Bình Lục, Hà Nam. Bác nào gần cơ sở bên em, gần nhà bên em thì có thể qua xem và mua hàng các bác nhá. Đó. Thì bên shop lại tiếp tục về một số mã hàng mới thì em lại lên video để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đấy, đừng quên cho em xin một nút like nhá và một nút đăng ký kênh. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác kiểm tra cùng với ship cho em và cũng cân nhắc trước khi mua hàng.
tránh việc là bom hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm, đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các nhà, hàng đến từ thị trường Đức các này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany thôi nhá. Design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó, design in Germany thôi này. Đó, in Germany, hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn thôi nhá. Đóng cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này. Đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k. Thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong, còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok, rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhá, lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó, nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá, vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, nồi nào vung đấy thôi nhá, nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy, đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dẫn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếc rất là ok. Quay vuông viết cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng thôi nhá. Đẹp sáng bóng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết các bác này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con luôn các bác nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là con này thì dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác nhá. 4 lít. Đấy, con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bạn. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đấy. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy, kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt. Con này qua kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân,
dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy, đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này, đó. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho bác là em sẽ đi lại hết lượt cho bác luôn. Đấy, combo thì sẽ có cho các bác. Đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các nhá. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung trước đàng hoàng các nhá. Đấy, vung trước đàng hoàng đây. Vung của nó đây con này. Đấy, con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo là đến một cái chảo này. Đấy, chảo đây con này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cành nhà cho bác luôn. 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món các bác này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Giá rất đẹp cho các bác luôn. Các bác mua hàng thì nhấp ngay và dò hàng, xem tham khảo và đặt mua cho em. Đấy, ok chưa các bác? Đấy. Đấy, các bác lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, cọc trước 200k thì bên em mới đi đơn. Giá sẽ là 750.000. Còn lại là các bác là chuyển khoản hết thì giá siêu tốt cho các bác luôn. Giá chỉ có 700.000 thôi. Đó. Sản phẩm tiếp theo liên quan đến cái đồ dùng nhà bếp thì đó là cái tẩy xanh các bác nhá. Tẩy xanh. Con này thì khá là tiện dụng luôn. Ở đây của nó thì nó sẽ có cho các bác là một cái loại chất tẩy nó bằng kem xanh như này, bằng kem như này các bác này. Đấy. Về nhà thì các bác đánh trực tiếp lên các cái bề mặt của xoong nồi các thứ. Nó sẽ giúp tẩy rất là tốt cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái hộp tẩy xanh như này. Giá của nó sẽ là 25.000 nhá, 25.000. Các bác lên cho em là tẩy xanh nhá, tẩy xanh. Đấy, giá của nó sẽ là 25k. Đấy, giá siêu tốt cho bác luôn. Đó. Tẩy xanh con này em đang bán là 30.000. Đợt này về cho bác giá chỉ còn là 25k cho một hộp tẩy xanh như này. Lên mã giùm cho em là tẩy xanh giá sẽ là 25k. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Mọi người cùng mình thử nhá. Tiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn hay là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch. Sau đó dùng cái búi rửa bát và trà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước và đây là kết quả. Uầy, nó sạch thật sự luôn. Mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Uầy, cái kem tẩy xong nồi đã. Thì lên mã giúp em là tẩy xanh nhá. Con này thì giá sẽ là 25k có nhé, 25k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô đó là cái kéo vàng có nhé. Các bác lên cho em là kéo vàng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Một con kéo vàng thép SK5 như này. Đấy. Hàng của Nhật đây, Japan có nhé. Đấy. Con này thì cắt cực kỳ là ngon luôn các bác. Đấy, giấy bóng như biết các thứ này, cắt rất là ngon luôn nhá. Giấy bóng này, đấy cắt rất là ngon luôn các bạn. Đó. Con này thì các bác dùng trong nhà bếp rất là ok. Nhà nào thì cũng có phải bếp, có bếp phải dùng có nhá. Đó. Cắt giấy bóng miếc cực kỳ là ngon luôn. Đây các bác này. Đó. Cắt giấy bóng miếc rất là ngon luôn. Các bác theo. Đây. Đấy. Giấy bóng siêu mỏng mà nó cũng cắt rất là ngon các nhá. Đó. Đây các bác theo. Cắt rất là ngon luôn. Con này của nó thì nó sẽ là thép SK5 không gỉ nhá. Đây, thép SK5 các bác này. Japan này. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 40 cành thôi. Đấy, 40 cành cho một con kéo thép SK5 như này. Lên cho em sản phẩm đó là kéo vàng nhá. Lên cho em là kéo vàng này. Đó. Kéo vàng. Giá sẽ là 40k một chiếc nhá. 40.000 cho một chiếc kéo vàng như này. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đó. Tất cả đều bằng hợp kim hết nhá. Những cái phần cán, phần kiếc này đều của nó đều bằng hợp kim hết. Các bác nghe cái tiếng nó kêu là các bác đã thấy thích rồi. Tất cả đều bằng hợp kim chứ không phải bằng nhựa nhá. Bằng hợp kim. Cán kiếc là bát ốc vít cái thứ rất là chắc chắn luôn, dùng sạch sẽ ngon lành nhá. Đó. Không gì nhá. Hàng nội địa của Nhật các bác này. Đấy, Japan nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k. 40k cho một con kéo vàng như này. Lên cho em là kéo vàng, giá của nó sẽ là 40k nhé. 40k cho một con kéo vàng như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái
mic dây các bác nhá, mic dây hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn đó. Thì nó sẽ là một cái dạng mic bao gồm cả mic cả dây, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 250k đấy. Mic và dây đều là hàng của Nhật hết, made in Japan các bác này, đó made in Japan cả mic cả dây luôn đó. Thì bên em bán theo combo mic dây như này, giá của nó sẽ là 250k và bao ship tận nhà cho bác luôn ấy, lắp vào cực kỳ là ngon luôn. Hàng của thương hiệu Tomahawa, made in Japan, chữ khắc chìm trực tiếp trên thân luôn nhá. Đấy, đầu mic, đầu miếc cực kỳ là ngon luôn. Đây, đấy, các cái đầu kết nối cái đĩa của nó nói chung là hoàn hảo luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá siêu hạt rẻ luôn. Đây các bác này, đấy, đầu thân mic của nó đây. Con này thì nó quá là đẹp luôn các bạn, chấm hết luôn, khỏi về bàn luôn các bác này. Đó, đây, những cái lỗ dập của nó cực kỳ là chi tiết và sắc nét luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới quý cô bác anh chị giá rất là tốt luôn. Đó, lên mã giúp cho em là mic dây nhá, công tắc công giếc tanh tách cực kỳ là ngon luôn. Đầu lọc các thứ này, dây thì của nó sẽ là dây siêu mềm luôn nhá, dây siêu mềm luôn, mic nhỏ gọn, âm thanh nghe trầm ấm chắc tiếng, em đã bán khá là nhiều rồi. Đấy, dây rất là mềm luôn nhá, đều là hàng nội địa của Nhật hết này, made in Japan hết các bác nhá. Đó, đây, made in Japan nhá, kể cả từ dây đến mic nhá, đều là made in Japan hết này. Đó, các bác lên cho em là mic dây nhá, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 250.000. Đấy, lên cho em là mic dây này, đó, mic dây nhá. Đó, lên cho em là mic dây, giá sẽ là 250k. Đó, 250k và bao ship cho con mic dây như này. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác các cái mặt hàng của bên shop. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác kiểm tra cùng với ship cho em và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng nhá. Shop về rất nhiều mã hàng mới luôn. Thì em lại tiếp tục lên để gửi tới các bác. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái ối xay 2 lít hàng của thương hiệu Food các bác nhá. Hàng thương hiệu Food. Hàng này thì khá là nổi tiếng rồi, bên shop bán khá là nhiều rồi các bác nhá. Đấy. Con ối xay 2 lít như này các bác này. Đó. Hàng nguyên đai nguyên kiện mới tinh, chưa qua sử dụng rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, thì nó sẽ bao gồm cho các bác là đầy đủ các cái phụ kiện đi kèm luôn các bác nhá. Đó, các phụ kiện đi kèm đầy đủ các bác luôn. Và đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là đây. Con này thì nó sử dụng điện 220 bình thường nhá, điện 220 bình thường. Đây. Đấy. Đầy đủ cho bác luôn nhá. Về nhà thì các bác kết nối cho em cái phần cái ốc này vào cái phần cái đít này nhá. Đấy, để mình sử dụng này. Đây. Ở đây nó sẽ có một cái đầu núm như này. Thì các bác quặn vào cái đít này thôi. Đấy. Và kết nối vào cái đít này cho em này. Đó. Kết nối vào cái đít này nhá. Đó, nó sẽ có một cái ốc kết nối vào đây. Nó là cái trục để cho các bác giữ khi mà mình sử dụng cái nồi này. Đây. Để nó giữ cái cánh quạt này các bác nhá. Giữ cái cánh chém này các bác này. Đấy, cho vào đây đi em. Đó. Về nhà các bác lấy tô vít các bác vặn chặt vào. Đấy, như này. Đấy, như này, sau đó thì mình bắt đầu mình sử dụng thôi. Đấy. Thì cắm điện là xong nhau nhá. Đó. Nó sẽ có số 1 và số 2. Thì đây em sẽ test thử cho bác xem luôn. Thì em sẽ xay cho bác xem đá nhá. Đó, đây. Đây các bác. Đó. Đấy, quay nhá. Đấy, số 1, số 2. Đây. Đây là cái đá viên của bác này. Đá viên này thuộc cái loại là khá là rắn rồi các bác nhá, khá là rắn rồi. Đây. Đó, đổ cho bác xem nhé. Đấy, đá viên. Đấy, đá là kêu con các bác nhá. Đó. Nói chung là đá viên là loại là rất là rắn rồi. Test máy là cứ test đá viên này là ok nhá. Đấy, đây. Cắm điện vào này các bác. Đó. Khi các bác xay thì giữ chặt nút cho em và mình nhấn nhá nhá. Nó có hai số 1, số 2 nhá. Đấy. Khi mình xay thì mình nhấn. Chưa đến 30 giây là em đã xay cái đá nó đã nát tan rồi các bạn này. Đấy, đá tan ra luôn các bạn thấy không? Đây. Đấy. Các bác có thể dùng để xay đá này, xay thịt, xay các loại ngũ cốc này. Đây các bạn này. Đấy. Chưa tới 30 giây là em đã xay nó đã nát tan ra như này rồi các bạn này. Đấy. Các bạn thấy không? Đây, đã nát hết rồi các bạn này. Đó, các bạn thấy không? Rất là ngon luôn nhá. Đó. Thì con này các bác dùng rất là tiện để xay thịt, xay cá, xay cua, xay tôm rồi xay các loại nguyên liệu đều ok hết nhá. Đấy. Con này thì công suất của nó sẽ có số 1 và số 2 các bác nhá. Nó sẽ có số 1 và số 2. Đây, khi các bác nhấp số 1 và số 2 này. Con này thì công suất của nó sẽ là 200W này, 200W dung tích là 2 lít, sử dụng điện 220V đến 240V nhá. Đấy. Các
các bác lên mã giúp cho em là cối xay inox nhá. Đấy, cối xay inox giá sẽ là 150.000 cho con cối xay inox như này. Đấy. Lên mã giúp cho em là cối xay inox giá sẽ là 150k các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là cối xay inox nhá. Đó, cối xay inox này. Cối xay inox giá của nó sẽ là 150k nhá, 150k cho con cối xay inox như này. Đấy, cối xay inox 2 lít nhá, 2 lít. Con này dung tích của nó là 2 lít mà, giá sẽ là 150k. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đó, sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc của Đức nhá, ấm siêu tốc của Đức. Hàng này thì nó xuất đi khá là nhiều nước luôn này. Anh này, Pháp này, đấy, New Zealand này, Hàn Quốc này, nói chung là hàng này của nó thì hàng xuất đi rất nhiều nước luôn. Đó. Rất là chất lượng nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một con ấm siêu tốc như này. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một ấm, một cái lõi lọc và một cái đế ấm như này để các bác đun nhá. Đó. Rất là tiện dụng luôn. Đây, bộ sản phẩm của nó sẽ là như này các bác này. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác là một cái lõi lọc như này. Đây, có cho các bác một cái lõi lọc như này các bác nhá. Đấy, một cái lõi lọc như này. Để về các bác có thể là cho các cái loại nguyên liệu như là trà, cà phê rồi là ngũ cốc cũng như các bác cho vào đây chưa? Đấy, hoặc các cái loại lá này mình uống cho vào đây. Đấy, sau đó thì mình cho nước vào đây là tắm phát là nó sôi luôn các nhá. Đấy. Tắm phát là sôi luôn. Và cái này thì nó sẽ có đèn báo các nhá. Đây, đấy. Bật công tắc lên thì nó sẽ có cái đây, bật cho các bác xem này. Đấy, nó sẽ có cái đèn báo màu xanh này nhá. Đấy, khi mình bật đun thì nó sẽ có cái đèn báo màu xanh này các bạn. Đó. Rất là tiện luôn và có công tắc đóng ngắt nhá. Đó, nó rất là tiện. Các bác cứ cho trà, cho cà phê, cho ngũ cốc vào đây, mình đun sau đó thì mình bỏ ra là xong đây. Đấy, cái ấm này của nó thì khi các bác bóp vào thì cái lẫy nó tụt vào như này. Đó, rất là ngon nhá. Đó, rất là ngon luôn. Đấy, có công tắc ở đây này. Bật lên là nó sẽ có đèn báo màu xanh đây này. Đấy, có đèn báo màu xanh luôn nhá. Đây, có đèn báo màu xanh luôn. Nó sẽ rất là tiện các bạn. Đó. Và nó sẽ có dơ le tự ngắt nhá. Giá thì sẽ là 290k. Con này dung tích của nó sẽ là 1,8 lít nhá. Mắc của nó sẽ là 1,8 lít. Các bác lên cho em là ấm siêu tốc Đức nhá. Ấm siêu tốc Đức. Đấy, lên cho em là ấm siêu tốc Đức này. Ấm này. Ấm Đức cũng được. Ấm Đức giá của nó sẽ là ấm Đức siêu tốc này. Đó. Giá của nó sẽ là 290k nhá. 290k bao ship tận nhà, nhận hàng test thử và thanh toán nhá. Con này thì nó sẽ là đây, có thông số đầy đủ cho các bác luôn. Công suất của nó sẽ là 1,8 lít này. Đấy, 1,8 lít là mắc là 1,8 lít này. Đây, hàng xuất đi rất nhiều nước này, Hàn Quốc, Nhật Bản các kiểu con là điều luôn này. Đó. Và con này thì nó sẽ là sử dụng điện 220 đến 240 V này. Đấy. 220 đến 240 V nhá. Đó. Rất là ok luôn. Rồi. Giá sẽ là 290k nhá. Lên cho em là ấm siêu tốc Đức nhá. Giá sẽ là 290.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình giữ nhiệt các bác này. Đấy, bình giữ nhiệt đây. Thì các bác lên mã giúp cho em là bình du lịch nhá. Đấy, bình du lịch. Cái này thì nó khá là nhiều các cái màu khác nhau. Nó khá là nhiều màu nhá. Cho nên là bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên. Đấy. Bình du lịch nhá. Các bác lên xem là bình du lịch. Con này thì bên em đang bán là 100k. Đấy. Bình thể thao. Các bác lên mã cho em là bình thể thao nhá. Con này thì nó rất là nhiều màu. Đấy, con này thì khá là nhiều màu luôn thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Đây, con này thì nó sẽ là giữ nóng giữ lạnh luôn. Hot co này, đấy. Giữ nóng 12 tiếng, giữ lạnh 12 tiếng. Đây là mặc định của nhà sản xuất nhá. Đấy. Sẽ có một cái nắp như này này. Tiếp theo là một cái lưới lọc này các bác nhá. Đó. Su 304. Dung tích của nó sẽ là 1 lít. Các bác lên xem là bình thể thao nhá, bình thể thao. Đấy, nó sẽ có mấy màu cơ. Nó sẽ có mấy màu thì nói chung là bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Gửi màu ngẫu nhiên các bác nhá. Tại vì màu nó cũng linh tinh lộn xộn đây các bác này. Đấy, màu này này. Đấy, rồi nó sẽ có thêm cả cái màu màu ghi, màu viết nó lung tung màu tất cả. Nó về theo lô cho nên các bác cũng thông cảm đây. Màu đỏ ghi nói chung là nó chủ yếu là hai cái màu này. Chủ yếu hai là cái màu này, nó có thêm một cái màu dạng như cái màu đỏ ghi gì nữa các bác nhá. Đó, đây. Đấy, chủ yếu là hai màu này thôi. Chủ yếu hai màu này các bác nhá. Thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 100. Đợt này thì về cho bác giá rất là tốt luôn. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k thì một con bình như này các bạn. Đó, một con bình 1 lít như này. Đấy. Chủ yếu thì nó sẽ có hai màu này thôi. Màu đỏ đen và màu tím này. Đấy, màu tím hồng này các bác này. Đó. Dung tích của nó là 1 lít nhá. Hàng inox 304. Lên mã cho em là bình thể thao nhá. Đấy. Su 304 các bác này. Hàng rất đẹp luôn. Inox 2 lớp nhá. Inox 2 lớp bên ngoài thì
sơn tĩnh điện rất là đẹp, nắp niếc dày dẫn chắc chắn. Các bác có thể dùng để cho trẻ em đi học này, đi học hoặc là mình đi làm hoặc đi công tác đều được hết nhé. Đấy, lên trên là bình thể thao nhé, bình thể thao giá sẽ là 90k. Đấy, bình thể thao này, bình thể thao nhé, bình thể thao giá của nó sẽ là 90k một chiếc nhé, 90k trong chiếc bình thể thao như này. Dung tích của nó sẽ là 1 lít nhé, 1 lít các bạn. Đấy, dung tích của nó sẽ là 1 lít, tha hồ các bác sử dụng luôn. Đó, rất là ok luôn. Đây, dung tích của nó là 1 lít này, giữ nóng 12 tiếng, giữ lạnh 12 tiếng, khá là ok luôn các nhá. Đó đây. Đấy, rất là ok luôn. Đó. Đấy. Rất là ngon lành nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Đó. 90k cho một con bình như này. Đấy, giá của nó sẽ là 90k nhá. Lên xem là bình thể thao, giá sẽ là 90k. Đó. Rồi sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay, đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái võng của thương hiệu võng xếp nhá. Đó, lên tiên là võng xếp này. Con này thì các bác có thể dùng mình sử dụng để mình nằm chơi hoặc là nghỉ ngơi xem tivi đều ok hết nhá. Đấy, võng xếp Minh Đức. Con này thì chiều dài của nó khoảng trên 2m và chiều rộng của nó thì nó sẽ vào khoảng là đi 70-80cm gì đấy các bác nhá. Giá thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? Hả? Võng xếp. Các bác lên trên là võng xếp nhé, giá của nó sẽ là 160.000. Đó, lên trên là võng xếp này. Đó, võng xếp giá của nó sẽ là 160k. Con này nếu các bác mua mà họ bán dọc đường cho các bác là toàn 200-300.000 hết đấy nhá, chứ không có trên 100 như này đâu. Căng ra cho anh tí. Đó, chiều dài của nó thì vào khoảng là hơn 2m các bác. Chiều dài khoảng hơn 2m và chiều rộng thì khoảng là 80cm. Đây các bác này. Đấy, ưu điểm của con này khi mà các bác nằm ấy là nó không bị co cái võng nó thắt nhỏ lại, mà cái này nó có cái thanh này nó đan đều ra rồi, cho nên lúc nào cái võng nó cũng ở cái chế độ mở như này. Đấy, cho nên mình nằm nó cảm giác rất là thoải mái và thư giãn. Và võng này là thuộc dạng là võng to, nếu mà tính tất cả chiều dài của nó thì phải khoảng hơn 2m. Đấy, đo xem đo đầu bên gạch, đầu bên gạch. Đấy, cho vào đầu bên gạch cái đi, đầu bên gạch ấy, cổ đầu bên kia, cho vào chỗ mép này rồi. Đấy, ba khoảng 2m các bác nhá. Đấy, chiều dài của nó khoảng 2m. Rồi, ok. Đó, rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn các bạn. Đó. Đây thì nó rộng như này. Bề rộng của nó thì vào khoảng là 70-80 gì đấy các bác nhá. Đấy, cũng khá là rộng luôn. Đó, thì nói chung là con này mà nếu mà banh như này thì nó phải rộng khoảng cả mét luôn các bác nhá. Đấy. Nói chung là rất là dày dẫn. Nó là thuộc dòng là dòng hai lớp nhá. Hai lớp và thuộc nó thuộc dạng là cước các bạn. Đấy, nó thuộc dạng là vải dù như này. Thì thứ nhất là thoáng khí này, thứ hai là độ co giãn đàn hồi rất là tốt. Dùng thì cực kỳ là thích luôn. Đó. Con này thì bên shop cũng bán khá là nhiều rồi. Khách hàng cũng đánh giá rất là tốt, có người mua 2-3 chiếc luôn. Đó. Thì nó rất là tiện, nhà có trẻ nhỏ này, hoặc là ông bà già, hoặc là những người ta thích nằm võng, hoặc nhà các bác có vườn cây ao cá. Đấy, bác ra nằm, đặc biệt là miền Bắc đang mất điện như này thì các bác mang võng ra ngoài nằm rất là mát. Lên theo là võng xếp nhé, giá của nó sẽ là 150.000 thôi, cái võng xếp như này 150k. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sạc ắp quy nhá. Sạc ắp quy thì cái mẫu mới này về thì nó chỉ sạc được cái bình 12V thôi các bác nhá. Đấy, mẫu mới này là mẫu này chỉ sạc được bình 12V thôi. Đó, mẫu này chỉ sạc được bình 12V và dung lượng của nó 6A nhá, 6A sạc bình 12V. Đó, sạc bình 12V nhá, sạc bình 12V này. Đó, sạc bình 12V thôi các bác nhá. Đó. Con này thì chuyên để sạc bình 12V thôi. Đó. Thì hôm trước em có cái loại mà sạc bình cả 12 cả 24, nhưng cái mẫu đấy thì em hết rồi. Đấy. Thì ở đây của nó sẽ là sạc được bình 12V thôi nhá. Con này thì bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá đó là 190k. 190k cho con sạc bình ắp quy 12V như này. Đấy, thì đây em sẽ khui ra cho các bác xem. Nó sẽ là một cái dạng. Con này thì nó cũng là hàng của thương hiệu Foxer. Foxer này thì nó sẽ là hàng rất là nổi tiếng luôn. Và nó xuất đi khá là nhiều nước nhá. Đấy. Ở đây thì nó cũng đầy đủ cho các bác luôn. Tính năng là chống sun phát này, khử sun phát, rồi chống đảo chiều các kiểu con này điều luôn. Nói chung là đầy đủ hết nhá. Đấy, những cái đầu kẹp, đầu kiếp của nó rất là chất lượng luôn con này. Đó. Bây giờ thì nói chung là mùa hè mất điện cũng nhiều, nhà dùng áp quy để chúng ta sử dụng cái quạt điện thì các bác dùng con này để sạc vào cũng rất là ok thôi. Đó, hàng cũng cực kỳ chất lượng, dày dẫn chắc chắn nhá, có quạt tỏa nhiệt các thứ đâu ở đấy này. Đó, lên mã giúp cho em là sạc áp quy nhá. Đó, lên mã cho em là sạc 12V. Đấy, bên em có cả loại sạc 24, nên là các bác lên đúng tên cho em nhá. Con này là sạc 12V,
sạc 12V này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 190.000. 190.000 cho con sạc 12V. Đó. Còn con sạc cả 12 cả 24 thì giá của nó sẽ là 290 các bác nhá. Con này thì sẽ là 190.000. Lên mã giúp cho em là sạc bình 12V nhá, sạc bình 12V. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đuôi đèn cảm ứng các bác nhá, đuôi đèn cảm ứng. Đây. Thì nó sẽ là một cái dạng đuôi như này và về nhà các bác chỉ cần việc là đấu điện 220 vào bình thường, sau đó thì các bác xoáy cho em bóng đèn vào đây, xoáy bóng đèn vào đây. Có nó sẽ có cái mắt cảm biến này. Có người đi qua thì nó sẽ tự sáng và hết người đi qua thì nó sẽ tắt. Rất là tiện dụng. Đây em sẽ test thử cho bác xem, về nhà các bác chỉ đấu đèn vào là xong thôi. Lên theo là đuôi đèn cảm ứng nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Đuôi đèn cảm ứng. Lên theo là đuôi đèn cảm ứng nhá. Đó, đuôi đèn cảm ứng này. Đuôi đèn cảm ứng. Đuôi đèn cảm ứng. Giá của nó sẽ là 90k nhá. Đấy. 90k trong cái đuôi đèn cảm ứng như này. Đây, em sẽ có thực tế cho bác xem luôn để em đi đến chỗ cái đèn cho em nhá. Đấy. Đây, hàng của bên shop thì khá nhiều luôn các nhá, đa dạng mặt hàng và mẫu mã chủng loại để gửi tới các bác. Đó. Đây. Thì đây là chỗ cái hành lang này là em có lắp một cái đuôi đèn này. Đó. Thì cứ đi đến nơi là nó sẽ sáng nhá. Và con này thì nó sẽ để cho các bác là ví dụ như chế độ là đấy, nó sáng đây các bác nhá. Đó, đây cái đuôi đèn kia các bác này. Đó. Nó sẽ để cho các bác chế độ là 5 giây, 15 giây và 45 giây. Thì tùy theo các bác muốn để bao nhiêu thì để các bác nhé. Đó, muốn để bao nhiêu thì để. Thì 5 giây, 15 giây, 45 giây. Cứ đi qua là nó sẽ sáng hoặc tắt thôi. Nó rất là tiện dụng các bác nhé. Đó, một lúc nữa là nó sẽ tự tắt luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn các bác nhé. Đó. 90k một con các bác nhé, 90k một con. Đấy, một lúc nữa thì nó sẽ tự tắt các bác nhá. Nó sẽ có chế độ là 5 giây, 15 giây và 45 giây. Và mình có thể để chế độ là ban ngày, ban đêm hoặc là mình sẽ để 24 giờ. Nó có 3 chế độ như vậy các bác nhá. Rồi, ok. Đấy, nó tắt rồi các bác nhá. Ok chưa? Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô cái con máy rửa xe chạy pin các bác ạ. Đó. Hàng thì sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Và bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên cho em là máy rửa xe pin nhá. Ném anh cái bút đây. Đấy. Dây thì nó sẽ dài khoảng từ 3 đến 5 mét nhá. Dây dài khoảng từ 3 đến 5 mét. Lên cho em là máy rửa xe pin. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 350.000 và bao ship nhá. 350k và bao ship, giá siêu tốt cho bác luôn. Máy rửa xe pin nhá, lên cho em là máy rửa xe này. Đó. Máy rửa xe và nó chạy bằng pin nhá. Lên cho em là máy rửa xe pin. 350.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán qua nhá. Đấy. Dây dài từ khoảng từ 3 đến 5 mét các bạn. Đó, dây của nó thì nó sẽ là dài khoảng từ 3 đến 5 mét các nhá. Đây, dây của nó như dây bơm của nó như này. Ở đây thì khi các bác nhận hàng thì nó sẽ có đầy đủ phụ kiện luôn. Đấy. Bao gồm là nó sẽ bao gồm cho các bác là thứ nhất là một thân máy này, một thân máy này. Đó. Thứ nhất nó sẽ có cho các bác là một thân máy này. Kèm theo cho các bác là một cái quả pin như này. Pin của nó thì nó sẽ là pin li-ông các nhá. Pin li-ông như này. Đó, một quả pin như này các bác này. Đó. Máy thì đã test nước ngon lành rồi. Thứ hai là khi các bác lắp thì đây lắp cái đầu này vào đây cho em này. Đó, lắp cái đầu này vào đây cho em. Đấy, các cái đầu vòi này đều bằng đồng hết nhá. Đầu vòi đầu kết nối bằng đồng hết. Đó. Đây, lắp đầu vòi, như vậy là đã xong phần đầu vòi nhá. Đấy. Và bắt đầu các bác bắt đầu lắp cái phần ngoài cho em nhá. Phần ngoài thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một phần dây như này. Một phần dây như này. Thì khi các bác lắp thì đây nó sẽ có cái đầu này. Các bác xoáy cái đầu ngoài cam này ra này. Xoáy cái đầu cam này ra cho em. Sau đó thì mình sẽ lắp ở đây cho em. Đó. Và cái này mình đẩy lên nhá. Đẩy lên như này. Mình đẩy lên như này này. Sau đó thì mình sẽ xoáy vào này. Đó, xoáy vào này cho em. Đó, ok. Sau đó thì các bác sập ở đây nhá. Sập ở đây cho em này. Đó. Phương. Rồi. Cái này nó sẽ có một cái lọ bọt tuyết nhá. Có một cái lọ bọt tuyết như này. Đấy. Ừ, lấy nhiều nhiều tí. Một cái lọ bọt tuyết như này các bác cho nước rửa bát hoặc xà bông vào đây tùy theo các bác nhé. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là một cái đốc sạc kèm như này để các bác cắm sạc nhé. Cắm sạc thì đây các bác sẽ cắm để vào trong này nhé. Đấy, sẽ có cho các bác là cắm ở đây cho em này. Đấy, cắm sạc vào đây nhé. Đó, cắm sạc vào đây đấy bác nhá. Đó thì và nó sẽ có thêm cho các bác là một cái giỏ, một cái giỏ dưới này. Cái giỏ dưới này thì các bác chỉ cần lắp vào đây là xong thôi. Đấy, chỉ cần đẩy lên này thôi. Cái giỏ này thì nó quá đơn giản rồi. Đấy, cái giỏ này thì nhiều lúc nó nổi thì khi các bác sử dụng thì các bác để ý cho em nhé. Đấy, như này là đã kết nối xong rồi. Và nó sẽ có cho các bác là hai đầu vòi. Một đầu vòi tưới cây và một đầu vòi rửa xe.
Đấy, màu trắng là tưới cây, màu đỏ là để vòi thẳng rửa xe, các bác chỉ cần sập lẫy này theo là xong này. Đó, nó sẽ có cái lẫy này, các bác chỉ cần đẩy xuống sập như này là xong. Đó, đây. Đấy, nó sẽ có lẫy bi này, các bác đẩy xuống như này, đẩy xuống như này. Mình đẩy này xong mình thả lẫy ra là nó sẽ sập vào thôi nhá. Đó, sập lẫy thôi. Đó, nó sẽ như này. Đấy nhá, rất là ngon luôn. Đó, thì đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Đó, nó sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn, test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đây thì các bác thả vào trong cái xô nước nhá. Đấy, thả vào cái xô nước này. Đấy, lưu ý là nếu mà nó chưa chìm thì các bác nhấn cho nó chìm xuống để cho nước nó vào nhá. Sau đó thì các bác bóp liên tục cho này. Đó, bóp cho nó, bóp vào giờ nó lên nước thì thôi nhá. Đấy, bóp cho nó lên nước này. Đấy, các bác phải bóp một lúc nó mới lên nước. Đấy, rồi, ok. Đó, sau đó thì sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Đây các bác nhá, nó xịt rất là khỏe luôn các bác này. Đấy, các bác để cho xịt rửa này. Đấy, rửa này. Đấy, bay hết luôn nhá. Đấy, bay hết bẩn luôn. Các bác có thể thì xịt rửa xe này. Đấy, rửa xe máy các bác nhá, đây xe máy đây. Đấy, xịt rửa xe máy các bác này. Đấy. Xịt rửa xe máy rất là ok luôn, các bác thấy không? Đấy. Đấy, đây em xịt rửa xe máy này. Đấy, xịt rửa xe máy nhá, rất là ok luôn. Hoặc là các bác có thể rửa sân này. Rửa sân thì nhất cũng rất là sạch luôn này. Đấy. Xịt rửa sân các bác này. Đấy. Rửa xe máy, rửa sân này. Đấy thì các bác về các bác thải hết cái đầu ống ra cho em nhé, cho nó khỏi gấp nhé, cho nó khỏe này. Đấy, xịt rửa xe quá này, xịt rửa xe khá là ok luôn, các bác thấy không? Xịt rửa xe này, rửa xe, đấy rất là mạnh nhá, áp lực nước cũng khá là tốt luôn các bác. Đấy, các bác nghe tiếng nó kêu chưa? Áp lực nước rất là tốt đấy các bác. Đó, ngoài ra thì các bác có thể thay cho em cái đầu vòi này vào này, thay cho em cái đầu vòi trắng này vào để mình tưới cây này. Đây, nó sẽ có cái đầu trắng này để mình tưới cây này, đấy, tưới cây. Con này thì đầu trắng này để qua tưới cây này. Đấy, nó sẽ ra cái dạng xương mảnh như này các bạn. Xương mảnh như này, dùng để tưới cây rất là phê luôn các bạn. Đó. Các bác có thể cầm cái máy này ném xuống ao là xong, ném cái đầu dây nó xuống ao. Là mình tưới cây rất là tiện. Không cần phải lấy vòi, lấy viếc, lấy xô thùng gì cả, rất phức tạp nhá. Đấy, con này dùng để tưới cây khá là ok luôn nhá. Đó. Xịt tưới cây rất là ok luôn. Đấy, đây các bạn thấy không? Xịt tưới cây nhá, rất là rộng luôn. Khá là ok các bác nhá. Đây rồi này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác, giá rất là hợp lý nhá. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ có tính năng xịt bọt tuyết nhá. Xịt bọt tuyết thì các bác thay cái đầu này vào cho em này. Thay cái đầu cái lọ này vào này. Đấy, thay cái đầu cái lọ này vào. Để mình xịt bọt tuyết nhá. Đấy, thay đầu cái lọ này vào. Đây. Xịt bọt tuyết này. Đấy. Nó sẽ ra dạng bọt tuyết như này các bác này. Đó, bọt tuyết đây. Đấy các bác thấy không? Bọt tuyết để mình xịt mình đấy rất là ok các bác này. Đó, đây. Bọt tuyết này các bác này. Đó. Xịt bọt tuyết nó sẽ ra như này. Đấy, thì các bác có thể rửa xe máy rất là ok luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt nhá. Đấy. Rồi, các bác lên mã giúp cho em là máy rửa xe nhá. Máy rửa xe chạy pin rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 350.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop về một lô cái đồ thiết bị vệ sinh cao cấp hàng nội địa của Nhật, thì em sẽ lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái con sen cây nhá. Con này thì nguyên cái củ này của nó thì nó nặng khoảng là đi 2,5 cân các bác nhá, khoảng 2,5 cân đến 2,6 cân. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp như này các bác này. Đây. Đấy, Osaka Japan các bác này, Osaka Japan, hàng nội địa của Nhật, chính hãng luôn, khắc trực tiếp trên thân như này các bác này. Đó, hàng thương hiệu Osaka Japan nhé. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 1.350.000, 1.350.000 cho một con sen cây như này nhé. Các bác lên cho em là sen cây thì nó sẽ bao gồm là một con củ to như này các bác này, một con củ to. Thì về nhà các bác kết nối cái phần củ vào đây cho em này. Đấy. Nói chung là cái này về nhà các bác không biết lắp thì các bác cứ gọi thợ điện nước nó đến nó lắp cho nó tiện nhé. Đấy, đây, kết nối cái củ này vào đây này. Đấy, là xong này. Đó, sau đó thì các bác sẽ kết nối cho em cái phần vòi sen này. Vòi sen tay này. Nó sẽ có hai cái sen nhá, một cái sen tay này, một cái sen tay như này nhá, một cái sen tay như này. Kèm thêm cho các bác là một cái sen to đây. Một cái sen to này nhá. Sen to này thì nó sẽ là có 64 cái 88 nó có 64 cái tia nước ra như này để các bác tắm và massage này. Ở đây thì nó sẽ có cái lẫy cài như này các bác nhá, có cái lẫy cài như này và các bác có thể thả lên thả xuống này
Và cái đầu sen này thì các bác cũng có thể nâng lên tụt xuống được, cái cây này nó khá là cao. Đấy, cho nên là nâng cao lên được 1m8, 2m8 rửa thoải mái luôn. Giá thì sẽ là 1.350.000 cho một con sen cây như này nhá. Các bác lên cho em là sen cây nhá, giá sẽ là 1.350.000. Đấy, sen cây này. 1.350.000. Yêu cầu các bác là phải cọc trước 200 nhá. Đó. Cái này là hàng nó rất là cồng kềnh và dễ vỡ, cho nên là yêu cầu các bác là cọc trước 200. Cọc trước 200 nhá. Đó, cọc trước là 200.000. Đấy, cọc trước 200.000 thì bên em sẽ đi hàng. Còn ưu tiên cho bác nào chuyển khoản hết thì bên em tính cho các bác là 1.300.000. 1.300.000. Các bác cứ chuyển khoản hết cho em 1.300.000 là các bác nhận hàng là xong. Tiền ship con này nó mất khoảng 200.000 rồi, cho nên là yêu cầu các bác là cọc đủ cái tiền ship thôi, để tránh cái việc hàng gửi đi gửi về là bên em mất cái tiền ship oan. Đấy, mà đóng hàng đi hàng về là hỏng hết luôn, mất công đóng nhá. Các số hotline của bên em đây, các bác có thể liên hệ này. Đấy, đó là cái mã sen cây nhá. Hàng bằng inox 304 siêu đẹp cho các bác luôn. Đó. Hàng này thì không bắt nam châm các bác nhá. Đấy, không bắt nam châm. Bắt nam châm là chỉ có cái đầu cái chỉ có cái đầu cái ấy này thôi. Đầu cái vòi cái bát sen này thôi. Cái bát sen này nó rất là mỏng cho nên là nó phải tán thêm cả thép vào cho nên nó mới bắt nam châm. Còn lại là tất cả những cái cây củ này các bác thử test thoải mái luôn, không bắt nam châm các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái các cái mẫu vòi này. Đấy. Thì đầu tiên em sẽ lên cho bác cái mẫu vòi của thằng con này thì bên em lên cho các bác đó là các bác lên cho em là củ nóng lạnh nhá. Củ nóng lạnh thì con củ nóng lạnh này thì để các bác lắp vào cái đường chia của cái sen sen cây đấy. Nhưng mà mình không lắp sen cây thì mình có thể lắp trực tiếp cái củ nóng lạnh này vào, và nó có một cái đường nước như này để các bác lắp cái đầu vòi hoa sen vào đây là xong. Đấy, vòi sen tắm ở đây, lắp vòi sen tắm ở đây. Thì con này các bác lên cho em là củ nóng lạnh nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 450.000. Đấy, lên cho em là củ nóng lạnh này. Củ nóng lạnh giá của nó sẽ là 450.000 nhá. 450.000 và bao ship cho củ nóng lạnh như này. Con này thì hàng của nó cũng khá là nặng luôn. Con này của nó là nguyên cân nặng của nó là 1 cân 1 các bác nhá. 1 cân 1 này. Các cái phần kết nối của nó đều bằng đồng hết. Đều bằng đồng hết nhá. Hàng Osaka Japan này. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, thương hiệu Osaka Japan nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 450.000 các bác nhá. Lên cho em là củ nóng lạnh này. Giá của nó sẽ là 450.000. Đấy. 450.000 cho một con củ nóng lạnh này các bác nhá. Rất tuyệt vời luôn. Giá bên em bán là 450.000 bao ship tận nhà. Còn bây giờ các bác ra cửa hàng mà mua một con sen, một con củ nóng lạnh mà xịn sò như này, giá không dưới 800 đến 1 triệu nhá, không dưới 800 đến 1 triệu đâu. Lên mã cho em là củ nóng lạnh nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái vòi. Các bác lên cho em là vòi lavabo nhá. Đấy, lên cho em là vòi lavabo. Thì con này chuyên lắp vào chậu rửa mặt các bác nhá. Đấy, chuyên lắp vào chậu rửa mặt. Đấy, hoặc là chậu rửa bát thì nếu mà các bác nào mà thiết kế theo cái kiểu vòi này thì cũng vẫn lắp được. Thì em lên tên nó là vòi lavabo. Vòi lavabo. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 430.000. Con này thì cân nặng của nó cũng là hơn 1 cân một chút nhá. Đấy. Thì con này của nó cũng chia ra làm hai đường nước đây. Một đường nóng, một đường lạnh nhá. Đây, hai đường nước này kết nối đều bằng đồng hết này. Đấy, qua theo. Đấy, các cái phần chân kết nối của nó bằng đồng đỏ au hết luôn. Lên cho em là vòi lavabo nhá. Vòi lavabo. Vòi lavabo. Vòi lavabo giá của nó sẽ là 430.000 nhá. 430.000 cho cái vòi lavabo như này. Con này thì cũng gần 1 cân 1, rất là chắc chắn luôn. Con này thì nó sẽ không có phụ kiện nhá, nó chỉ có như này thôi, không có phụ kiện. Đấy, vòi lavabo không có phụ kiện nhá. Không có phụ kiện. Đấy, các bác xem kỹ video cho em. Vòi lavabo và không có phụ kiện nhá, không có phụ kiện. Giá sẽ là 430.000 cho một con lòi vòi lavabo như này. Đấy, các bác lên cho em là vòi lavabo rất đẹp luôn, kết nối của nó đều bằng đồng hết nhá. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, vòi lavabo. Sản phẩm tiếp theo đó là em lên cho các bác cái vòi tay đen nhá. Đấy, các bác lên cho em là vòi tay đen. Con này thì phụ kiện đầy đủ cho các bác luôn. Một cặp dây cấp nước nóng lạnh này. Đấy, một cặp dây cấp nước nóng lạnh như này. Và một con vòi cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 330.000 thôi. Đầu nước này thì sẽ chia ra làm là đầu một vòi và đầu hoa sen. Đầu một vòi, đầu hoa sen này. Các bác có thể ngoắt nghéo đảo chiều. Đấy, và có cả nóng lạnh cho bác luôn nhá. Có hai đường nước nóng lạnh nhá. Kết nối rất là ngon luôn. Và cái phần củ kết nối này của nó đều bằng đồng hết các bác này. Con này thì nếu mà các bác ra ngoài cửa hàng mua thì nó cũng không dưới 800 đến 1 triệu nhá.
Đấy, không dưới 800 đến 1 triệu đâu. Đây, các cái phần kết nối của nó bằng đồng hết này. Đấy, khoảng 800 đến 1 triệu. Rẻ nhất thì nó cũng phải bán cho các bác là 700.000 cho một con vòi như này. Nhưng mà riêng hôm nay thì bên shop và muốn về cho bác giá chỉ có 330.000 thôi. Các bác lên mã giúp cho em là vòi tay đen nhá. Đấy, vòi tay đen. Con này thì chuyên dùng cho chậu rửa nhá. Vòi tay đen chậu rửa này. À, vòi tay đen chậu rửa bát nhá. Đấy, chậu rửa bát. Các bác lên đúng tên cho em, không lắm bác lại đặt không đúng tên thì nó mất công. Giá sẽ là 330k. Vòi tay đen chậu rửa bát nhá. Con này chỉ lắp cho chậu rửa bát được thôi. Đấy, không nhiều các bác lại đặt vòi xong là không biết là về lắp vào đâu nữa, xong là đặt lộn xộn, đặt linh tinh hết cả lên. Đấy, thì các bác lưu ý cho em là vòi tay đen chậu rửa bát nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 330.000. Vòi tay đen chậu rửa bát combo cho các bác đầy đủ phụ kiện chiếc đàng hoàng luôn. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái các bác lên cho em là vòi chậu rửa cứng nhá. Vòi chậu rửa bát cứng. Cái này thì nó cứng như này, còn con kia thì nó lắt léo được. Con kia thì nó có lò xo, thế nên là các bác có thể ngoắt nghéo để đảo vị trí được như này. Thì con này là vòi tay đen chậu rửa bát này. Đấy. Còn con này thì các bác lên cho em là vòi chậu rửa cứng nhá. Vòi chậu rửa bát cứng. Đấy. Thì nó hai con đều lắp vào chậu rửa bát cả. Lên cho em là vòi chậu rửa bát cứng. Con này thì giá của nó sẽ là 250.000. Và cũng bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Vòi chậu rửa bát cứng này. Con kia là nó là ngoắt nghéo. Vòi chậu rửa bát cứng nhá. Để tránh nhầm với các loại vòi khác. Giá sẽ là 250k. Con này thì nó là cứng như này thôi. Nó cứng như này thôi các bác nhá. Đấy, còn con kia thì nó ngoắt nghéo được. Con này thì các bác có thể xoay tròn được thôi. Chỉ có xoay tròn được thôi các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá là 250.000. Hàng thương hiệu Osaka Japan. Đấy. Và nó cũng có các cái rắc kết nối như này. Có cái rắc kết nối như này con này. Đây. Đấy, con này rắc kết nối của nó thì bằng inox thôi, chứ con kia thì nó sẽ là bằng đồng. Con kia thì bằng đồng, nó cao cấp hơn. Còn con này thì bằng inox nhá. Con này thì bằng inox thôi. Có rắc kết nối như này. Và cũng có kèm cho các bác là một cáp để các bác dẫn nước này. Đấy, dây cấp nước nóng lạnh đầy đủ cho bác luôn. Đấy, con này cũng là nóng lạnh nhá, hai nguồn nước nóng lạnh về nhà các bác xoáy vào đây cho em. Sau đó thì xoáy vào hai nguồn nước nhà mình thôi. Nó rất khá là đơn giản, rất dễ sử dụng. Thì con này lên cho em là vòi chậu rửa bát cứng. Vòi chậu rửa bát cứng nhá. Đấy. Còn con kia thì nó sẽ là vòi chậu rửa tay đen. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác hai cái vòi chậu rửa mặt đây. Con này thì các bác lên cho em là vòi tròn nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là vòi tròn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 300. Con này bao nhiêu nhỉ? Hả? Cũng 300 này. Các bác lên mã giúp cho em là vòi tròn nhá. Đấy. Vòi chậu rửa mặt, con này thì nó sẽ lắp vào chậu rửa mặt. Con này chỉ chuyên lắp vào chậu rửa mặt thôi. Đấy. Các bác lên cho em là vòi tròn. Đấy, vòi tròn rửa mặt nhá. Vòi tròn rửa mặt. Bên em có hai mẫu vòi tròn và vòi vuông. Thì con vòi tròn này sẽ là 320.000. Đấy, 320.000. Các bác lên cho em là vòi tròn rửa mặt này. Vòi tròn này. Rửa mặt nhá. Đấy, vòi tròn rửa mặt. Giá của nó sẽ là 320k nhá. 320k cho cái con vòi tròn rửa mặt như này. Con này thì phụ kiện viết đầy đủ luôn, đầu kết nối rồi cáp nước đầy đủ như này. Đấy, các bác lên cho em là vòi tròn rửa mặt nhá. Đấy, tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là cái vòi vuông đây. Đấy, con vòi vuông này thì cũng kết nối các thứ đầy đủ luôn. Đấy, đầu kết nối, con kia đầu kết nối bằng đồng, con này đầu kết nối thì gen thì bằng đồng, còn cái gen trên này thì bằng inox nhá. Vòng giúp các thứ đầy đủ, cũng có cấp nước như này. Đấy, thì các bác lên cho em là vòi vuông chậu rửa mặt nhá. Vòi vuông. Vòi tròn rửa mặt, vòi vuông rửa mặt nhá. Lên cho em là vòi vuông rửa mặt. Đấy, nó sẽ có hai cái. Một cái là tròn, một cái là vuông, thì tùy theo. Các bác lấy cái nào thì lấy, đều là hàng thương hiệu Osaka Japan. Inox 304 không bắt nam châm các bác nhá. Đấy, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Thì con này của nó sẽ là bằng inox mạ chrome như này, mạ chrome bóng nhá. Mạ chrome bóng. Đấy, con này thì các bác lên cho em là vòi tròn rửa mặt này. Con này thì sẽ là vòi vuông rửa mặt nhá. Đấy, vòi vuông rửa mặt. Hai cái này chỉ lắp cho chậu rửa mặt được thôi nhá. Cho nên các bác lên đúng tên cho em. Hai con này là lắp cho chậu rửa mặt này. Cái này thì là vòi tròn rửa mặt, cái này vòi vuông rửa mặt. Đó. Con vòi vuông rửa mặt này thì sẽ là 350.000. Đấy. Lên cho em là vòi vuông rửa mặt này. Vòi vuông rửa mặt. Đấy, vòi vuông rửa mặt giá sẽ là 350k. 350k các bác nhá. Đấy.
đơn hàng trên 200 là bên em đã bao ship rồi. Đó, con này thì lên cho em là vòi vuông rửa mặt nhé. Đấy, hai con, một con vòi tròn, một con vòi vuông như này. Đấy, con vòi tròn thì là 320 và con vòi vuông là 350, tùy theo các bác muốn lấy con nào thì lấy, cũng rất là đẹp luôn. Những riêng những con này mà các bác ra ngoài mà mua thì đều là 5-700 hết nhé, đều 5-700 hết chứ không có giá 300 đâu. Đó. Đấy thì hai con này nó sẽ là vòi chậu rửa bát nhé. Vòi chậu rửa bát thì một con là vòi tay đen, còn một con là vòi cứng. Đấy, vòi tay đen chậu rửa bát và vòi cứng chậu rửa bát, các bác lên đúng tên cho em để tránh cái việc nhầm lẫn nhé. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác hai cái vòi nước, thì nó sẽ có là các bác lên cho em là van xả. Thì hôm nay em sẽ lên cái tên cho nó chuẩn theo sản phẩm để tránh cái việc các bác bị nhầm lẫn. Đấy, thì nó sẽ lên theo là van xả một đầu và van xả hai đầu. Thì đây, đấy, bên em sẽ có hai cái dòng như này, thì các bác lên cho em là van xả một đầu. Đây, con này sẽ là van xả một đầu nhá, tại vì nó chỉ có xả ra một đường nước thôi. Gen của nó sẽ là gen 21 nhá. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu vòi như này. Đấy, con này thì trước bên em lên tên nó là V21, nhưng bây giờ thì em sẽ đổi tên nó thành là van xả một đầu. Van xả một đầu nhá. Đấy, con van xả một đầu này thì sẽ là 55k. Các bác lên cho em là van xả một đầu này, van xả một đầu, giá của nó sẽ là 55k các bác nhá. Đấy, 55k cho một con van xả một đầu như này, 55.000 các bác nhá. Hàng inox 304M, không bắt nam châm. Đó, có các đầu vòi kết nối đàng hoàng. Tiếp theo là đến con van xả hai đầu. Con này thì nó sẽ có hai đầu nước như này. Đấy, lên mã tiếp theo là van xả hai đầu. Trước tên con này, tên của nó sẽ là van đỏ, nhưng bây giờ em sẽ tên cho nó theo sản phẩm cho nó dễ. Đó, thì nó sẽ có hai đường nước xả ra như này. Thì các bác lên tên cho em là van xả hai đầu nhá. Van xả hai đầu. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 75k. Đó, thì tùy theo các bác muốn lấy cái loại một đầu cũng được, hai đầu cũng được, giá nó lệch nhau 20.000. Đó. Van xả hai đầu nhá. Đấy, van xả hai đầu. Giá sẽ là 75k. Con này là van xả hai đầu 75.000 này. Đấy. Còn con này là van xả một đầu này. Van xả một đầu. Đây, con này là van xả chỉ có ra một đầu nước như này thôi. Giá của nó sẽ là 55.000. Và con van xả hai đầu này thì giá của nó sẽ là 75.000. Tất cả đều có gioăng hết nhá. Cái gioăng này các bác có thể xoáy ra để mình kết nối các cái vòi, các loại vòi khác được. Đấy, và nó rất là tiện, đều là bằng inox 304M như này. Giá thì khá là tốt cho bác luôn. Đó. Van xả có nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái vòi xịt vệ sinh thôi nhá. Các bác lên cho em là vòi xịt vệ sinh. Thì ở đây bên shop bán khá là nhiều rồi. Đấy, một cái con vòi xịt vệ sinh cao cấp như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em là vòi xịt vệ sinh nhá. Giá thì chỉ có 100.000 cho một cái bộ vòi xịt vệ sinh này thôi. Bao gồm cho các bác là một đầu vòi xịt này, một dây dài khoảng từ 1m2 đến 1m rưỡi, và kèm cho các bác là một cái giá đỡ nữa, có ốc yếc các thứ đồng hàng. Về nhà các bác chỉ cần kết nối vào đây cho em là xong này. Đấy, kết nối vào đầu vòi như này cho em. Đó, kết nối đầu vòi như này. Còn cái này thì các bác cấp với cái nguồn nước nhà mình thì nhà nào cũng có cái nguồn nước cấp chờ sẵn rồi. Đấy, cái này thì cơ chế của nó sẽ là cơ chế tự ngắt nhá. Khi các bác sử dụng thì lúc nào mình bóp thì nó mới xả này, bóp thì nó mới xả, còn không thì nó sẽ tự ngắt. Hàng cũng của thương hiệu Osaka Japan đây. Đấy, Osaka Japan, rất chất lượng cho bác luôn. Inox 304 không bắt nam châm. Dây dài chống rối nhá, dây dài và chống rối cho các bác này. Dây dài chống rối. Đó, có kèm cho các bác cái giá đỡ này nhá, có kèm giá đỡ như này. Đấy, và có kèm cả ốc luôn, rất cẩn thận nhá, có kèm cả ốc không ấy luôn. Đấy, có kèm cả ốc không gì luôn. Đấy, ốc ni lông luôn. Giá thì sẽ là 100k. Lên cho em là dây vòi xịt vệ sinh nhá, dây vòi xịt vệ sinh, dây vòi xịt vệ sinh, dây vòi xịt vệ sinh này. Đấy, giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k cho cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này. Giá siêu tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái hai cái vòi sen tắm. Đấy, sen tắm thì cái mã đầu tiên đó nó sẽ là sen quạt nhá. Các bác lên mã giúp cho em là sen quạt này. Đấy. Sen quạt tăng áp. Cái này thì các bác lên tên cho em là sen quạt tăng áp. Đấy. Nó sẽ là dây dài khoảng từ 1m2 đến 1m rưỡi, và kết nối vào cái đầu vòi sen như này. Con này thì các bác sử dụng nước nóng, nước lạnh thoải mái luôn. Đóng ngắt trên tay như này nhé. Các bác sẽ đóng ngắt trực tiếp được trên tay, và có thể điều chỉnh tăng giảm áp lực nước. Đó. Và có cánh quạt quay, quay giúp tạo tăng áp lực nước rất là tốt. Con này bằng nhựa nhưng có thể dùng nóng lạnh thoải mái nhé.
dùng nước nóng thoải mái luôn. Đó, con này các bác dùng nước nóng ok thoải mái luôn. Có cánh quạt quay giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nha, có cái video test trực tiếp cho các bác xem luôn. Đấy, cùng một nguồn nước mà dùng cái sen thường thì nó rất là yếu, nhưng mà dùng con sen quạt tăng áp này thì nó cũng giúp tăng áp lực nước khá là tốt luôn. Rồi, ok. Thì các bác lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Đấy. Sen quạt tăng áp giá sẽ là con này 100. Giá sẽ là 100k nhá, 100k. 100k cho cái bộ sen quạt tăng áp này. Không có giá đỡ nhá. Cái này là không có giá đỡ các bác nhá. Các bác lưu ý cho em luôn. Đấy. Sen quạt tăng áp 100k, không có giá đỡ các bác nhá. Không có giá đỡ đâu. Đấy, các bác lưu ý là không có giá đỡ nhá. Không có giá đỡ. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sen các bác lên mã giúp cho em, con này nó sẽ là sen cao su nhá. Đấy. Em lên tên nó là sen cao su tại vì cái đầu vòi này của nó sẽ có cái cao su như này, giúp cho các bác kỳ cọ vệ sinh khi tắm này. Đấy. Và massage rất là tốt luôn. Các cái tia nước nó ra và có các cái nấc điều chỉnh để tăng giảm áp lực nước này. Đấy, tăng giảm áp lực nước đây. Cũng có đóng ngắt giúp tăng giảm áp lực nước này. Rồi có điều chỉnh các cái nấc chế độ này. Và có cho các bác là các cái đầu cao su như này, để khi các bác tắm thì các bác có thể massage kỳ cọ được luôn. Đó. Lên cho em là sen cao su nhá. Giá của nó sẽ là 130.000. 130.000 cho cái sen cao su như này. Đấy, các bác lên cho em là sen cao su, giá sẽ là 130.000. Đó. Cái này cũng không có giá đỡ nhá. Đấy. Các bác lên cho em là sen cao su này. Đấy, sen cao su. Giá sẽ là 130k cho cái bộ sen cao su này nhá. Và không có giá đỡ nhá. Không có giá đỡ. Đấy, các bác lưu ý giúp cho em. Không có giá đỡ. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm, đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các nhá. Hàng đến từ thị trường Đức các này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany các nhá. Design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này, đó, design in Germany con này, đó, in Germany hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn thôi nhá. Đóng ngay cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này, đó. Bộ nồi Đức này, đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k. Và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong. Còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhé. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này. Cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này. Chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó. Nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhé. Vung nắp bằng kính cường lực hết. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy thôi nhá, nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy.
đế năng lớp rất dày dặn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy, chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếc rất là ok. Quay vuông viếc cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng các nhá. Đẹp sáng bóng cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết con này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây, dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con cong luôn các bác nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là Con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bạn. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đấy. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt con này, quay kiếc các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy, đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy, combo thì sẽ có cho các bác đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các bác nhá. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung viếc đàng hoàng các bác nhá. Đấy, vung viếc đàng hoàng đây. Vung của nó đây các bác này. Con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy, tiếp theo đến một cái chảo này. Đấy, chảo đây các bác này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cành đào cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món các bác này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó.